còn ai khổ hơn chàng trai này nữa chứ? Đi tới nhà kho bỏ hoang để cứu người thì bị một thế lực huyền bí nhấc bổng trên không trung. Tên ác ma đó còn đưa cho anh ta hai lựa chọn rất tàn ác. Hắn chỉ đính anh phải khử đi một là người con gái anh yêu nhất, hai là cô bé vô tội đang tuổi ăn tuổi học kia. Anh bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, liệu anh sẽ chọn con tim hay là nghe theo lý trí của mình đây? Cô gái này đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, bên cạnh là tên sát nhân đang mài rìu sắc lẹm chuẩn bị kết liễu cuộc đời cô. Thật ra cô ấy chính là mồi nhử mà cảnh sát cài vào để dụ tên sát nhân kia xa bẫy. Đang lúc hắn chuẩn bị kết liễu cô gái thì thanh tra Kim kịp thời đến nơi nổ súng đe dọa. Ông cứ nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng thật không ngờ trong một phút lơ là, vì tiếng radio bên cạnh bật bài See You Again mà đã tạo cơ hội cho tên sát nhân ra tay hạ sát cô gái trẻ xấu số. Cũng chính vì thế mà tên sát nhân bị phán lên bàn thờ ngắm gà hỏa thân và tâm lý của thanh tra Kim bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông luôn sống trong tội lỗi, dằn vặt và ân hận. Cứ thế ông chìm vào men rượu trong một đêm nhậu nhẹt say bét tè lè nhè. Về nhà thanh tra Kim bị một người đàn ông giấu mặt trực tiếp xiên ông. Lúc này tại nhà anh Đồng xem bói, thật ra tên này là một kẻ lừa đảo chuyên đi bói ba sàm ba láp, chủ yếu là để cua gái xinh. Hắn ta đã lừa tình của một chị đại chủ quán ba thế nên bị người đàn ông hai mái này tìm đến tâm sự tuổi hồng. Anh trai hai mái này trông rất phong trần, thật ra là một thanh tra cảnh sát tên là Kang Pi-sung. Do ẩu đả với tội phạm trong quán ba của chị đại làm thiệt hại rất nhiều đồ nên mới phải nhận lời của bà. Anh cảnh cáo tên thầy Đồng không được đi lừa tình gái nữa, nếu không sẽ biết thế nào là lễ hội. Trong lúc đó thì đồng đội của anh ta đang ngồi trong xe để rình tội phạm. Thấy có kẻ đáng nghi, ông đội trưởng liền nhảy xuống tóm luôn. Tên tội phạm này cũng không phải dạng vừa. Một mình hắn dư sức thoát ra được vòng tay âu yếm giấu yêu từ hai người cảnh sát. Hắn rồi bỏ chạy nhưng việc gì khó đã có Pi-sung. Pi-sung dù đang ăn dở tô mì, nhưng khi nhận được điện thoại của đồng nghiệp gọi báo đã xác định được nghi phạm, anh liền chạy ngay đến bắt. Pi-sung và tên báo đời kia nhìn mặt ai cũng rất là láo cá. Thế là cả hai lao vào cuộc ẩu đả để ngăn hắn bỏ chạy. Thậm chí anh còn cắn vào đùi, suýt thì cắn trúng tờ zin. Cảnh tượng hai người đàn ông ôm ấp nhau đã bị Seo Jong đi qua nhìn thấy. Vì không biết ai là kẻ xấu nên cô thấy mặt thằng nào xấu hơn thì nện chổi vào thằng đó hết. Bị gái đánh oan lại thêm thằng đồng nghiệp báo đời chạy đến trợ giúp mà lại bay vô ảnh cước thẳng mặt Pi-sung. Đúng là hào hán, nhưng dù sao thì tên tội phạm cũng đã bị túm về đồn. Vì Seo Jong đã cản trở cảnh sát thi hành công vụ nên cô cũng phải về đồn lấy lời khai. Nhưng đó chỉ là hình thức cho có lệ xong xuôi mấy ông đồng nghiệp muốn xe duyên cho FA lâu năm. Còn bắt cảnh sát càng phải đưa cô này về cho bằng được. Seo Jong là một người có đôi mắt thôi miên và có thể nhìn thấy được linh hồn. Nhưng kỳ lạ thay, cảnh sát Kang lại không hề bị ảnh hưởng trước đôi mắt ấy, khiến Seo Jong thích thú với anh, cho rằng anh có linh hồn thuần khiết. Trước khi xuống xe, cô còn đưa danh thiếp của mình cho anh, dặn dò rằng khi nào có bị bóng đè hay gặp hiện tượng tâm linh nào thì hãy alo cho cô, vì cô có năng lực tâm linh cực mạnh. Cảnh sát Kang xem đây là một lời nói xà lơ nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp. Thật ra Seo Jong không hề có ý định bông đùa với anh, mà cô thật sự có thể nghe thấy âm thanh của linh hồn. Trong nhà còn có một bản dán đầy bùa chú để đuổi những thứ không sạch sẽ. Lúc này có một tên sát thủ đang lảng vảng tìm con mồi mới. Mục tiêu của hắn chính là cô giáo dạy cấp 3 này. Sau khi dạy xong, cô lên xe về nhà nhưng không hề phát hiện có kẻ xấu đang ngồi ở sau xe. Đến khi cô nhận ra điều bất thường thì đã bị hắn khống chế đe dọa. Cứ thế cô lái xe đến một nơi vắng vẻ. Dù cô giáo có cầu xin thảm thương thì vẫn bị tên sát nhân tàn sát dã man không chút khoan dung. Ngày hôm sau, thi thể của cô giáo cũng đã được cảnh sát tìm thấy. Vụ án mạng này được giao lại cho đội điều tra của Pi-sung. Tạm thời họ vẫn chưa thể tìm ra manh mối nào ở hiện trường. Nghĩ rằng tên sát nhân quá giỏi trong việc che đậy chứng cứ. Không ai có thể ngờ thân phận của tên sát nhân lại là một bác sĩ cứu người, và đáng sợ hơn nữa, hắn ta tôn sùng tên sát nhân Daeju đã bị xử tử. Lý do hắn giết cảnh sát Kim là vì ông ấy đã khiến cho tên Daeju bị kết án và đi bán muối. Thậm chí trong nhà của tên bác sĩ này còn giấu cho cốt của tên Daeju đó. Pi-sung tuy là một cảnh sát liêm khiết nhưng lại sợ ma. Vì thế nên anh quyết định tìm đến địa chỉ nhà của Seo Jong, hẹn cô đi uống bia để hỏi chuyện về tâm linh. Thật không ngờ cô ấy lại nói ra được việc mẹ anh tự kết liễu đời bà. Điều này khiến anh nghi ngờ nhân sinh. Việc mẹ qua đời để lại cho anh bóng ma tâm lý rất lớn. Anh vẫn luôn đi tìm lý do tại sao bà lại làm thế. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Pi-sung chọn ngành cảnh sát để tìm hiểu sự thật. Anh đánh liều theo Seo Jong về nhà vì quá ngứa tai khi Pi-sung cứ cho rằng mình quyến rũ anh ta, chứ chẳng hề có năng lực gì cả. Nên Seo Jong đã chạm vào đầu, chia sẻ năng lực nhìn thấy linh hồn của mình cho anh mở mang tầm mắt. Ngay khi mở mắt ra, hàng loạt hồn ma đều hiện hữu ngay trước mắt khiến Pi-sung hoảng loạn. Bây giờ anh tin thật rồi, Seo Jong lấy lại năng lực của mình. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị một hồn ma trinh nữ ngắm trúng. Ngay lập tức cô ta nhập vào người Pi-sung khiến anh co giật. Để cứu anh ấy, Seo Jong đã kéo bảng bùa chú xuống mở cửa sổ để đuổi hết hồn ma ra ngoài. Trải qua việc này, Pi-sung hồn bay phách tán một mạch, chạy ra khỏi nhà. Seo Jong không dám quay đầu về nhà. Anh phải bật tivi thật to mở sáng tất cả đèn nhưng vẫn không thể ngủ được. Thế nên ngày hôm sau đi làm trong trạng thái lờ đờ mệt mỏi, đã vậy còn phải tiếp tục xử lý vụ án mạng của cô giáo. Vụ này gây khó khăn cho đội cảnh sát rất nhiều, vì chẳng thể tìm được chứng cứ cũng như động cơ gây án của tên sát nhân. Đời tư của cô giáo lại rất liêm khiết, không hề gây thù với bất kỳ ai. Khi xem xét những báo cáo vụ án giống vậy gần đây, Pi-sung nhận ra một điều. Cảnh sát Kim và cô giáo đều bị cắt đứt động mạch cổ, và cách thức giết người giống nhau này khiến anh không khỏi hoài nghi ngờ lẽ nào tên sát nhân là cùng một người.
lại biết cảnh sát Kim bị sát hại đã từng lôi tên Daeju Hoang Daeju ra ánh sáng. Từ những dữ kiện trên thế là ngay lập tức anh tìm đến hồ sơ vụ án của tên Hoang Daeju. Lúc xuống phòng tư mật lấy hồ sơ, anh gặp một viên cảnh sát cấp cao xuất hiện, bất thình lình khiến Pisung giật cả mình, vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng đi tìm hồ sơ phạm tội của tên Daeju. Không tìm thì thôi, tìm thấy rồi lại lạnh hết sống lưng về cách thức giết người man dợ của hắn. Hắn dùng gương để cho nạn nhân thấy cách mình chết như thế nào. Điều này trùng khớp với vụ án của cô giáo. Nhưng quái lạ một điều, Hoang Daeju đã bị xử lý xong. Vậy lẽ nào tên sát nhân hiện tại là hậu duệ của hắn ta? Lại có một điểm khiến Pisung thấy khả nghi, đó là khi giết nạn nhân, tên Hoang Daeju sẽ lấy móng tay của họ, và hắn coi như chiến lợi phẩm vậy. Móng tay của cô giáo có bị lấy, không lấy được những thông tin mình cần. Pisung ngay lập tức rời khỏi phòng tư mật. Lúc Pisung đi ngang qua hành lang thấy một đội cảnh sát đang bưng di ảnh của một người cảnh sát quá cố. Đáng sợ thay, ông này lại chính là người mà Pisung nhìn thấy ở dưới phòng tư mật. Sau đó anh đã đến phòng xác kiểm tra thi thể của cô giáo và thật sự phát hiện ra vết cắt móng tay. Nhưng đó cũng có thể là trước khi bị giết cô ấy đã tự cắt. Bác sĩ buộc miệng nói ra một câu, muốn xác minh điều này thì phải hỏi người chết mới xác định được. Nghe xong anh liền nghĩ đến Seo Jong, ngay lập tức anh chạy đến nhà mời cô đi ăn tối. Tưởng sẽ là một bữa tối lãng mạn nên cô ấy chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ai có mà dè tên đàn ông này lại dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi, ăn mì tôm. Đúng là lãng mạn thì phải đến từ những điều giản đơn nhất. Ăn xong anh lại chở cô đến hiện trường vụ án. Tưởng tối nay sẽ được đi hẹn hò, ai ngờ phải đi tìm ma khiến Seo Jong nổi cáu, chán méo muốn nói. Đang định bỏ về thì cô lại cảm nhận được một thế lực tâm linh nào đó sau cây cầu. Thế là hai người quyết định cùng nhau đi vào kiểm tra, vì quá sợ hãi mà anh phải nắm chặt tay Seo Jong. Lom Jom đi sát bên cạnh cô. Trong này u ám tối tăm, đến một cái cây cột thì họ thật sự đã nhìn thấy hồn ma của cô giáo. Seo Jong đã có nhiều kinh nghiệm trong việc nhìn thấy hồn ma. Cô khuyên anh không được nhìn vào đôi mắt và giao tiếp với họ. Dù rất muốn hỏi cô giáo ai là thủ phạm nhưng Pisung nhát gan cũng đành bất lực đi về. Hôm sau Pisung đã đem những phát hiện của mình nói cho đội trưởng. Anh nghĩ tên sát nhân lần này đang bắt chước tên Daeju trong quá khứ. Vì cách thức gây án giống hệt nhau nhưng đội trưởng và đồng đội lại không hề tin anh. Cùng lúc này ở đám tang của cô giáo, người chồng đau lòng khôn xiết, nhìn cô con gái ngây thơ vẫn chưa biết mẹ mình đã ra đi mãi mãi. Nhưng điều đáng căm hờn ở đây là tên sát nhân khốn kiếp ấy lại đến thắp nhang. Hắn còn lân la nói chuyện với cô bé nhỏ. Lúc Pisung đến viếng cô giáo, anh vô tình va chạm với tên sát nhân nhưng không hề hay biết. Sau khi trở về nhà, điều bất ngờ đã xảy ra với Pisung. Khi anh đã nhìn thấy hồn ma của hai bố con từng sống ở căn nhà trước đây. Quá sợ hãi, anh chạy tốc độ bàn thờ đến nhà Seo Jong, yêu cầu cô hãy lấy lại triệt để năng lực tâm linh này, nếu không cuộc sống của anh sẽ rối tung. Seo Jong lại nói năng lực cô truyền vào người anh đã được lấy lại triệt để rồi, nhưng thật không ngờ nó lại vô tình kích hoạt con mắt thứ ba của anh. Điều này cũng có nghĩa là không phải năng lực của cô ấy còn tồn tại trong người anh, mà là chính bản thân anh đã có năng lực tâm linh từ trước, bây giờ mới được bộc phát. Anh hong chịu, yêu cầu cô phải dạy mình cách dùng bùa và chuông lắc để đuổi hết linh hồn ra ngoài. Học xong cách dùng chuông, anh lấy hết can đảm về nhà thực nghiệm cũng có hiệu quả thật. Nhưng hình như hai bố con này không hề có ý muốn làm hại anh. Họ là hai linh hồn ôn hòa, thế nhưng lần đầu gặp ma như Pisung thì nào để ý lễ nghĩa nhân sinh gì. Ngày hôm sau anh mua một đống cây trừ tà về nhà treo đầy chuông trên trần mới an tâm. Tối đến hai bố con kia lại hiện ra, Pisung không khoan nhượng ngay lập tức lắc chuông dọa họ sợ hãi biến mất. Anh cứ ngồi lắc chuông vậy cho đến sáng mà không dám ngủ. Cũng chính vì thế mà anh lại đem theo bộ dạng gấu trúc đi làm. Tổ đội điều tra của họ không chỉ tiếp nhận mỗi vụ án của cô giáo mà còn thêm nhiều vụ án sát hại của vô số người khác. Lần này là vụ của một cô gái bị sát hại ở suối cách đây vài ngày. Ngay lập tức Pisung và hai đồng nghiệp đến đó. Cũng như vụ lần trước, họ chẳng thể tìm được dấu vết của hung thủ ở hiện trường. Nhưng có một điểm đáng nghi là nạn nhân lần này không có dấu hiệu kháng cự. Vậy chẳng lẽ bị tẩm thuốc mê trước khi giết? Chưa kịp suy xét thì họ lại nhận được một vụ án khác yêu cầu phải đến đó gấp. Vì lần này nạn nhân còn sống chắc chắn sẽ cung cấp thông tin hữu ích. Nạn nhân ở vụ án thứ ba là một cô gái trẻ. Cô đang đi tập thể dục thì bị kẻ lạ mặt bịt khăn tẩm thuốc mê ngất xỉu. Chú chó của cô không thấy chủ nhân về nên đã đuổi theo. Chính vì thế mà tên sát nhân quay sang lột da chú chó một cách rất man rợ và tàn ác. Hắn đang định xử lý cô gái thì có người đến nơi đưa cô vào bệnh viện mới thoát được một kiếp cùng. Lúc này bên phía tên bác sĩ hắn có một vết cào ngay cổ tay. Thế nên có thể phần nào kết luận những vụ án gần đây chính xác là do tên này gây ra. Nhưng đó chỉ là lời nói khẳng định, chứng cứ vẫn chẳng thể tìm ra. Chưa hết đau đầu vì vụ án, quay về nhà Pisung lại tiếp tục khốn khổ vì hai hồn ma của bố con kia. Anh điên cuồng lấy rễ cây đập vào họ. Khi nhìn vào mắt của cô con gái, anh thấy được sự đau khổ bất lực nên đã dừng lại. Khi bình tĩnh, anh cũng biết được họ là hai hồn ma ôn hòa nên đã cúng cơm cho họ ăn, quyết định cho họ ở lại nhà của mình. Nhờ làm việc thiện lương nên đêm nay Pisung có thể ngủ ngon rồi. Ngày hôm sau anh đã ở một cương vị khác với một trạng thái vô cùng thoải mái. Khi nghe đồng nghiệp nói họ điều tra được loại thuốc mê mà hung thủ dùng có thể lấy từ các bệnh viện nên ngay lập tức anh đã đến tìm gặp cô gái may mắn sống sót. Biết được cô ấy từng đến trung tâm y tế Hanun khám bệnh. Khi hỏi đến chồng của cô giáo, anh ta cũng cần phung vợ mình cũng từng đến đó khám. Cùng đó là nạn nhân ở suối cũng từng đến đó điều trị. Pisung ngay lập tức đem phát hiện này về nói với đồng nghiệp. Họ nhanh chóng triển khai kế hoạch đến đó điều tra. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng vì đó là một bệnh viện lớn có cả trăm ngàn nhân viên. Viện trưởng lại vô cùng khó ở,
không chịu hợp tác với phía thanh tra nên họ chỉ đành tay trắng ra về. Trời tối muộn, tên bác sĩ sát nhân ấy chạy xe lên núi tìm một người. Người đó là một pháp sư có năng lực tâm linh cực mạnh, có khả năng gọi hồn và hồi sinh người chết. Trước đây tên Daeju cũng từng tìm đến bà, muốn nhờ gọi hồn một nạn nhân của hắn nhưng bị bà ấy đuổi cổ ngay lập tức. Hôm nay tên sát nhân trẻ đã tìm được bà trên núi. Hắn lấy tánh mạng cô y tá từng chăm sóc bà pháp sư ra để ép phải giúp hắn gọi hồn tên Daeju. Dưới núi lúc này Seo Jong cũng cảm nhận được sắp có chuyện xảy ra. Đúng vậy, bà pháp sư đã đồng ý giúp tên bác sĩ này. Ngay lúc quạt vừa phất, nến xung quanh cũng tắt hết, tất cả chìm trong bóng tối. Khuôn mặt pháp sư trở nên đáng sợ hơn. Bà ấy niệm chú gọi linh hồn bạch hổ để nuốt chửng linh hồn tà ác của tên bác sĩ sát nhân. Lúc sắp bị bạch hổ ăn mất hồn, hắn đã lấy ra gạo nếp rang khiến cho bạch hổ phải lùi bước. Hồn nhập lại về xác hắn, tức giận khống chế cô y tá, kề dao vào của cô để ép pháp sư không được giở trò với mình. Cô ấy đã từng tận tụy chăm sóc pháp sư nên bà không thể thấy chết không cứu, buộc lòng đồng ý tiến hành nghi thức gọi hồn. Pháp sư lấy cho cốt của tên Daeju giải vào tấm vải trắng rồi niệm chú, sau đó đốt lá bùa cột hai lắc chuông vào gậy rồi lại điên cuồng úm ba la xì bùa. Một lúc sau, từ hai quả lắc tỏa ra một làn khí đen, linh hồn của Hoàng Daeju đã nhập vào cơ thể. Pháp sư nói chuyện cùng tên sát nhân trẻ. Tên này cùng Hoàng Daeju muốn hút hết năng lượng của bà đồng để linh hồn không bao giờ biến mất, sau đó nhập vào người mình để cả hai cùng nhau đi sát hại nhân loại đầy ải bi thương này. Trong phút chốc, linh hồn bà đồng đã chiếm lại được thân thể, nhưng nhanh chóng lại bị Hoàng Daeju khống chế. Tên bác sĩ đã đâm dao vào người bà đồng để linh hồn bà ta lìa khỏi thể xác. Ngay sau đó, linh hồn Hoàng Daeju cũng xuất ra khỏi cơ thể bay lên không trung rồi dùng tay nắm chặt khiến cho linh hồn bà đồng tan biến. Sau đó hắn ta ngay lập tức nhập vào thân thể tên bác sĩ sát nhân kia. Giờ đây hai con quỷ ác độc cùng trú ngụ trong một thân xác. Cùng lúc này bên phía Pisung, anh đang phải ngồi coi phim với một đống hồn ma. Có hồn ma anh lính còn gác đầu lên chân Pisung nhìn rất cute. Vì anh đã tốt bụng cho hai bố con kia ăn nên bây giờ mọi hồn ma đều tụ tập lại hưởng ké. Cảnh tượng này thật sự rất ấm áp như một gia đình vậy. Ngày hôm sau, tên sát nhân vẫn nhởn nhơ đến bệnh viện làm việc. Đã vậy còn thực hiện một ca mổ, cầm vào dao mổ thịt bệnh nhân hắn sướng rung người. Bây giờ trong cơ thể này có hai linh hồn tàn ác cùng tồn tại. Song việc tên bác sĩ nhắm đến cô y tá là đối tượng tiếp theo. Hắn mời cô đi uống vài ly nhưng bị từ chối vì phải đi sắm đồ cùng bạn trai. Ngay lập tức tên điên này đi theo định sẽ ra tay với cả hai người. Pisung cũng có mặt tại bệnh viện đó để điều tra. Hôm qua bị đuổi thì hôm nay lại đến mặt anh, căn bản là cũng dày. Anh để ý đến những camera trên góc nhà, chắc chắn sẽ có manh mối nào đó. Sau đó gọi điện nhờ người điều tra xong việc, anh muốn hẹn Seo Jong đi ăn nhưng không biết mở lời làm sao. Bên này cô ấy cũng muốn nhắn tin hẹn anh ra ngoài ăn nhưng lại ngại nhắn rồi lại xóa. Mà người ta có câu có duyên chắc sẽ gặp mặt, hai người bằng một cách ngẫu nhiên nào đó mà đã chạm mặt nhau ở cửa hàng. Tiện lợi thế là cả hai cùng ngồi lại ăn mì. Ăn xong anh còn ga lăng xách đồ về nhà giúp cô, để trả ơn cô ấy đã tặng anh chiếc áo mà mình vừa săn sale không đồng trên Shopee được với vẻ ngượng ngùng. Ngoài mặt thì e dè nhưng dấu hiệu này cho biết rằng mái đã chịu trống. Phía tên sát nhân, hắn ta đang xem xét hồ sơ phạm tội của mình được đăng trên báo cách đây 3 năm trước, cùng vẻ mặt thỏa mãn. Bây giờ thân thể của tên bác sĩ nhưng linh hồn đã hoàn toàn bị Hoàng Daeju chiếm giữ. Đồng thời hắn ta cũng có thể sở hữu tay nghề bác sĩ mà không bị lộ tẩy. Từ giờ hắn sẽ sống dưới thân phận này, vợ của bác sĩ cũng là của hắn mây mưa xong cùng cô vợ mộng nước Netflix. Hắn ta bị viện trưởng gọi đến, con trai ông ta là một kẻ nghiện phê thuốc tự cắt cổ tay. Ông gọi anh đến là để băng bó vết thương vì ông ta biết anh kín miệng nên sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài. Hoàng Daeju bị con trai viện trưởng xỉ vả. Nhân lúc mọi người ra ngoài hết, hắn ta đã cho thằng nhóc trước mặt biết thế nào là lễ hội, bằng một cú đấm là say đắm. Đang lúc định xử lý thằng nhóc thì hắn nảy ra một ý nghĩ rằng một thời gian sau sẽ nhập vào cơ thể này để tiếp tục sinh sống. Bên phía Pisung, hôm nay anh đã khoác lên người chiếc áo Seo Jong tặng cô ấy, hẹn anh đến một nơi dạy khiêu vũ. Cô muốn anh hãy thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Thế là hai người cùng nhau luyện tập khiêu vũ một cách vụng về. Khi họ sát lại gần nhau hơn, cảm giác vừa thích thú vừa ngượng ngùng khiến tim đập nhanh. Đang mừng tưởng rằng cô ấy thích mình nhưng sự thật phũ phàng và bông bốp vào mặt Seo Jong. Vì không muốn bị tăng tiền nhà nên mới phải mời học viên cho bà cô dạy nhảy kiêm luôn chủ nhà này. Và Pisung là học viên đầu tiên. Khi biết chuyện anh tức giận định bỏ về nhưng khi nghe cô ấy không thể trả nổi tiền nhà anh lại mềm lòng. Bởi ta nói khi yêu rồi dù biết là red flag nhưng vẫn cứ đâm đầu. Thế là Pisung gọi thêm đồng đội đến học khiêu vũ. Nhìn mặt mấy ông cảnh sát này, bà cô dạy khiêu vũ bất lực. Không biết mấy thằng cha này mà nhảy thì có ai xem không. Nhưng mà thôi kệ, dù sao thì mình cũng chẳng có học viên. Bên này tên Daeju đang đứng trước gương nói chuyện với linh hồn bà đồng. Vì hiện tại hắn sở hữu năng lực tâm linh của bà nên có thể thấy ma. Hắn ta muốn giết thật nhiều người để có thể thành thần. Ngồi không ngứa ngáy, Hoàng Daeju tiếp tục ra ngoài săn các con mồi xấu số. Hắn giả bị thương dụ một anh chàng tốt bụng đến giúp, sau đó xiên ngay một phát vào cổ, kết thúc một sinh mạng mới. Sau đó hút lấy linh hồn nạn nhân, mà chuyện này đã được Seo Jong với khả năng ngoại cảm nhìn thấy. Ngày hôm sau cảnh sát đã tìm ra thi thể chàng trai xấu số. Anh chàng này chính là chồng sắp cưới của cô y tá, người mà tên sát nhân hẹn đi uống rượu cùng nhưng lại bị từ chối. Chỉ vì lời từ chối đó của cô mà hắn đã giết luôn chồng cô dù không thủ không oán. Pisung với khứu giác nhạy bén đã phát hiện ra cô vợ làm việc ở bệnh viện Hanul. Tất cả vụ án đều cùng chung một điểm khả nghi là trung tâm y tế Hanul.
Sao Jong rồi Pi-sung và đồng nghiệp ngay lập tức xem băng ghi hình từ camera ở bệnh viện đó, cuối cùng cũng tìm ra tên bác sĩ khả nghi. Anh đồng nghiệp trẻ lập tức đi điều tra rồi về báo cáo đó là trưởng khoa phẫu thuật Sung Yang-u. Hai người đem chuyện này nói với đội trưởng nhưng không có bằng chứng cụ thể, nên suy luận này cũng chẳng giúp ích được gì. Tạm thời họ chỉ có thể âm thầm theo dõi nơi ở hoạt động thường ngày của hắn. Hắn đến đâu Pi-sung có mặt ở đó, anh còn theo hắn đến tận hầm để xe. Tên cáo già ấy rất tinh khôn và chẳng hề để lộ ra chút sơ hở nào. Pi-sung xem xét biển số xe của hắn thì mới nhớ ra hôm đầu tiên anh và Seo Jong quen nhau. Chiếc xe đó đã vượt qua xe của anh và được Seo Jong nhận xét tâm hồn của chủ nhân chiếc xe này thật đen tối. Anh ngay lập tức gọi điện cho cô và được cô ấy xác nhận. Tên đó phải là một kẻ vô cùng khát máu. Pi-sung đã khóa được mục tiêu chắc chắn hung thủ là tên đó. Nghịch cảnh anh muốn bắt hắn lắm nhưng lại không có chứng cứ. Anh cảnh sát trẻ đã điều tra ra được tên bác sĩ đó từng đổi tên. Điều đáng sợ là năm 13 tuổi hắn đã từng giết bạn học cùng trường Pi-sung. Ngay lập tức đến gặp bố của nạn nhân. Ông ấy nhớ lại khi đó con ông mới 13 tuổi đang học tại trường. Lúc ra chơi vô tình va vào người một bạn học. Thế là đã bị cậu ta dùng ghế đánh vào đầu đến mức ngừng thở. Thằng bạn đó không ai khác chính là tên bác sĩ Pi-sung. Từ miệng ông bố này mới biết được việc. Tên bác sĩ đó từng được tư vấn tâm lý. Bác sĩ tâm lý đã sốc khi biết hắn ta tôn sùng kẻ giết người hàng loạt Hoang Dae-ju. Nghe vậy khiến anh đã chắc chắn được suy luận của mình. Thế nên ngay lập tức muốn bắt tên bác sĩ. Mặc cho lời đội trưởng ngăn cản bên này, tên sát nhân như mọi khi sẽ đến viếng thăm đám tang của nạn nhân của mình. Hắn giả tạo trước mặt cô vợ an ủi cô đừng buồn quá. Biết bài của tên này, anh ngay lập tức phi thẳng đến đám tang chàng trai xấu số. Thấy tên ác quỷ vẫn còn ngồi cười, anh điên máu lật bàn ăn úp thẳng vào mặt hắn. Cuộc chiến của hai người chính thức bắt đầu. Hoang Dae-ju cười như điên dại nhìn Pi-sung. Đột nhiên trong phút chốc, năng lực nhìn thấu tâm can người khác của anh được bộc lộ dù chỉ là thoáng qua, khiến Pi-sung sợ giật mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đến bắt tên ác ma này về đồn. Hắn có năng lực tâm linh của bà đồng nên có thể nhìn thấy quá khứ của Pi-sung. Thế nên đã cố ý lấy mẹ ra khiêu khích anh, khiến anh mất bình tĩnh đá liên tục vào người hắn. Chỉ khi đồng nghiệp đến mới can ngăn được Pi-sung. Đội trưởng tức điên lên với hành động nóng nảy không suy nghĩ trước này của Pi-sung. Nếu tên đó kiện ngược lại cảnh sát sẽ rất rắc rối. Cùng lúc này ở trong phòng thẩm vấn, Hoang Dae-ju chỉ gõ tay vài cái đã làm nhiễu camera. Không có chứng cứ, Seo Jong không thể bắt nhốt anh ta, nhưng đội trưởng quyết định làm trái lệnh lần này. Giữ hắn 2 tiếng để tổ điều tra đi tìm chứng cứ. Pi-sung lục lọi trong xe, còn anh cảnh sát trẻ đến nhà tên bác sĩ. Hai người đồng đội còn lại lục tìm nơi làm việc của hắn ta, nhưng tất cả công sức hy vọng đều đổ sông đổ bể. Mọi chứng cứ phạm tội hắn đã đem đi giấu hết chỗ khác. Đội trưởng chỉ đành cúi đầu xin lỗi và thả tên ác ma ra ngoài. Cũng chính vì lần bắt người thiếu suy nghĩ này mà Pi-sung bị đội trưởng cảnh cáo không cho tiếp tục điều tra vụ án. Buồn như con chuồn chuồn, thế là anh tìm đến Crash uống rượu giải sầu, kể cho cô nghe về tên sát nhân. Seo Jong buộc miệng thốt lên tên đó vừa là pháp sư, bác sĩ và sát nhân. Nhưng chính cô và Pi-sung đều không để ý lời nói này, chỉ cho rằng hắn là kẻ đáng nghi. Uống xong vài ly ấm bụng, hai người ai về nhà nấy. Anh về tới thì đơn trống vắng, ngồi nhớ về người mẹ của mình mà khóc. Ngày hôm sau đi làm, anh bị đội trưởng tịch thu mất súng để tránh anh nóng nảy hành động dại dột. Bên này tên sát nhân lại nhắm được một con mồi mới ở sân chơi golf. Nhưng có vẻ hôm nay hắn sẽ không thể hành động được vì Pi-sung đang theo dõi sát sao. Anh đi theo hắn đến tận khách sạn, kiên nhẫn ngồi chờ dưới sảnh. Một lúc sau hắn ta đã ra ngoài, nhưng cô gái đi cùng hắn thì không thấy đâu. Pi-sung sốt ruột giơ ra thẻ cảnh sát, yêu cầu nhân viên lên kiểm tra phòng cô gái vì anh nghĩ rất có thể cô đã bị sát hại. Nhưng thật không ngờ cô ấy chỉ ở lại tắm, tuy vậy điều này cũng không thể nào khiến Pi-sung hết nghi ngờ. Pi-sung còn thức đến khuya và lấy ống nhòm ra quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nhưng mọi việc anh làm đều bị tên đó biết hết và chơi đùa lại. Vì sức người có hạn nên Pi-sung đã ngủ quên mất. Sáng hôm sau anh mới sực nhớ ra hắn ta có một cô vợ. Nghe bảo vệ chung cư nói cô vợ mấy ngày nay không thấy ra ngoài. Pi-sung liền sinh nghi xem lại camera trong thang máy thì thấy tên bác sĩ xách theo một vali rất to. Ngay lập tức Pi-sung cùng bảo vệ đến gõ cửa nhà tên ác ma, nhưng không có ai trả lời. Cùng lúc này hắn ta đã đến tìm cô tình nhân gặp ở sân golf và chuẩn bị xuống tay với cô. Trước đó Pi-sung đã để lại danh thiếp cho cô ấy, nói nếu có chuyện gì thì hãy gọi ngay cho anh. Nhưng chưa kịp gọi, cô đã bị tên ác ma bịt miệng. Hắn trói cô vứt vào cốp xe. Bên phía Pi-sung lúc này anh mới để ý cuộc gọi nhỡ của cô gái sân golf. Linh cảm thấy không an toàn nên gọi lại nhưng không ai bắt máy. Người được mùi nguy hiểm, Pi-sung ngay lập tức gọi báo về cho đội trưởng mong chi viện. Ông đội trưởng tức lắm vì Pi-sung dám kháng lệnh đi điều tra nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng anh lần này. Vì linh tính mách bảo, Pi-sung đã mở hồ sơ vụ án của tên Dae-ju ra xem. Anh đánh liều quyết định chạy xe đến địa chỉ gây án đó và thật sự đã tìm được xe của tên bác sĩ. Thanh tra càng cố gọi cho đội trưởng nhưng không có tín hiệu nên anh đã một mình đi vào hang cọp. Ở đây hoang tàn, rách rưới, bọc ni lông chống máu treo khắp nơi. Cuối căn phòng cô gái đang bị trói ở đó. Trong góc tối thấp thoáng bóng dáng tên sát nhân. Hắn lộ mặt khiêu khích cảnh sát, càng nếu anh tiến lại hắn sẽ giật dây đang níu giữ sinh mạng của cô gái ngay tức khắc. Hoang Dae-ju đã làm thật vì để cứu mạng cô gái. Pi-sung đã mặc cho hắn dùng gậy đập vào người anh cũng không buông tay, nâng người cô gái lên rồi dùng đòn chí mạng giáng vào người anh, nhưng Pi-sung vẫn quyết cứu sống cô gái. Đến khi hắn kề dao vào cổ muốn lấy mạng anh thì cuối cùng cảnh sát cũng đến tặng cho hắn loạt kẹo đồng ngọt lịm. Cảnh sát Kang và cô gái cuối cùng cũng được cứu. Đến khi họ kiểm tra bao tải trong cốp xe, tên sát nhân mới phát hiện ra xác cô vợ.
Thân thể tên bác sĩ đã ngỏm nhưng linh hồn Hoang Dae Ju thì chưa. Hắn ta bay đến nhập vào người con trai viện trưởng chiếm lấy thân xác cậu ta làm vật chủ mới. Bên phía Pi Sung cứ tưởng đã giải quyết xong vụ án này nên anh phấn khởi hẹn Seo Jong đến ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng lần này hai người đã nói chuyện vui vẻ hơn, cô còn rủ anh chạy xe đạp cùng. Khổ nỗi Pi Sung nào biết đạp thế nào, thế là đành phải về hỏi đồng nghiệp nhưng bị khịa cho tới bến. Cười đã đời xong, phó đội trưởng mới chịu dẫn Pi Sung ra ngoài tập xe. Tình cờ lại gặp anh đồng nghiệp trẻ cũng đang đạp xe cùng Crash. Thế là cặp nam nữ này ngồi đút cho nhau ăn tình tứ. Hai ông chú kia người quanh co cầm tay lái, người giữ yên sau muốn còng lưng. Thế nhưng Pi Sung vẫn bị ngã xe. Đến phiên anh đồng nghiệp trẻ ra tay thì ngon cơm lúc đầu, nhưng sau đó cũng không khiến Pi Sung khá hơn là bao. Sau một lúc kiên trì tập vì một tương lai sáng được đạp xe cùng Crash, Pi Sung cũng đã chạy được xe. Ba người kia thấy vậy thì cũng vui mừng thay cho anh, quyết định tăng độ khó cho anh. Ai ngờ ông chú này mới biết đạp xe mà đã ra rẻ, thả dốc mà lại buông luôn hai tay nhìn cứ như là boy phố. Kết quả lao đầu vào tường không thể nào khẩm hơn, nhưng không sao, dù gì thì cũng đã biết đạp cơ bản. Thế là ngay lập tức anh xách xe đến tìm Seo Jong đạp cùng. Họ đến quán ăn ngồi nói chuyện vui vẻ, nhưng đâu biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị tên Hoang Dae Ju trong thân xác thanh niên nghiện theo dõi. Hắn ta nhìn họ và nở một nụ cười độc ác. Hoang Dae Ju theo Pi Sung về tận tới nhà. Lúc màn đêm buông xuống, hắn ta xâm nhập vào giấc mơ của anh, tái hiện lại ký ức đau khổ nhất của Pi Sung. Trong giấc mơ anh không thể động đậy, bất lực trải qua nỗi đau mất mẹ một lần nữa. Lúc này Hoang Dae Ju xuất hiện dưới hình dạng thật của mình. Hắn trợn tròn mắt khẳng định không ai có thể ngăn cản. Hắn sẽ khiến thế giới này chìm vào chết chóc. Một ngày mới nữa bắt đầu, Seo Jong chuẩn bị đạp xe. Thì thấy yên xe mình đã được bọc một lớp đệm cao su êm ái. Thì ra hôm qua cô nói đạp xe đau mông nên Pi Sung đã âm thầm dán lớp đệm đó cho cô. Điều này khiến Seo Jong vô cùng hạnh phúc. Bên phía Pi Sung lúc này anh vẫn bị giấc mơ hôm qua ảnh hưởng, không thể không nghi ngờ liệu tên Dae Ju còn sống. Cùng lúc đó hắn ta dưới thân phận thiếu gia nhà giàu hiên ngang đến công ty làm việc như bình thường. Hắn đã ngắm được con mồi mới, đó là cô thư ký tình nhân của con trai viện trưởng trước kia. Cô ta lấy việc ngoại tình của cả hai ra uy hiếp sẽ khiến thanh danh hắn ta bị hủy hoại nếu không đưa ả một số tiền lớn. Quá hay bé ơi, điều này lại càng kích thích tên sát nhân. Tôi đến có trang máu là thời điểm thích hợp tiến hành nghi lễ tà thuật. Hoang Dae Ju bày một bàn nến sau đó đốt tấm ảnh người bạn tù năm xưa, miệng lẩm nhẩm đọc bùa chú, sau đó hắn lại cắt tay dưới máu tươi của mình lên hình nhân. Từ ngoài nhìn vào thì có thể thấy căn biệt thự hắn sống âm khí bao phủ. Tên này đã tăng thêm một phần sức mạnh hắc ám trong người rồi. Chính lúc này sức mạnh tâm linh của Seo Jong cũng khiến cô cảm nhận được âm khí ngày một gia tăng trên thế gian này. Sáng hôm sau, Pi Sung đang cùng đồng đội đuổi bắt một tên khả nghi chạy xe quá tốc độ. Dù nhiều lần bị cảnh sát áp xe yêu cầu tấp vào lề nhưng tên này vẫn gan lì đạp hết ga hết số. Kết quả khiến cho chặng đường ùn tắc giao thông. Hắn rẽ xe vào ngõ nhỏ, tưởng trốn được, ai ngờ bị cảnh sát kẹp xe vào giữa. Hết đường chạy, tên này đánh liều móc dao ra đe dọa buộc Pi Sung phải rút súng điện. Cơ mà trình bắn của anh hơi què nên đích đến đáp thẳng vào đùi đội phó, vô tình tạo thời cơ cho tên khả nghi chạy trốn vào bệnh viện gần đó. Hắn cải trang thành bác sĩ thành công qua mặt ba viên cảnh sát, nhưng giấy tờ tùy thân và hàng trắng hắn đã để lại hết trên xe. Mọi bờ rô file của hắn để được ghi lại vào chuyên môn là buôn ma bán tóe. Loại ma tóe lần này hắn tồn ra thị trường là cực phẩm của giới. Hít một lượng nhỏ vào là say đắm, hai hít là lên cơn phê rồi cắn người loạn xạ nên gọi nó là ma tóe xác sống. Ngay lập tức họ ngồi lại bàn nhau kế hoạch nhanh chóng bắt sống tên ma tóe kia lại. Đang lúc nước sôi dầu bỏng nhưng mấy ông cảnh sát này còn đuổi nhau được. Đội trưởng để ý thấy anh thanh tra trẻ và cô cảnh sát ở bộ phận giao thông cười tủm tỉm với nhau, thì liền kéo Pi Sung vào phòng vệ sinh tám chuyện kể cho anh nghe về suy đoán của ông rằng hai cảnh sát trẻ đó đang qua lại với nhau. Pi Sung nghe mà chán chẳng buồn nói vì anh đây cũng đang gian gian díu díu mập mờ đây nói chi là ai. Sau đó liền bỏ ra ngoài đi làm nhiệm vụ. Pi Sung cùng anh cảnh sát trẻ đậu xe trước nhà tên buôn ma tóe để bắt hắn. Nhưng đợi từ chiều đến tối rồi sang tận sáng hôm sau và chỉ có cái nịt. Đợi phó đội trưởng đến thay ca, Pi Sung mới có thể quay về nhà ngủ. Dù mệt mỏi là vậy nhưng khi vừa nhận được tin nhắn của cờ rút rủ đi xem phim, anh liền bật dậy phi thẳng đến đó. Kết quả người ta xem phim khóc lên khóc xuống, anh thì ngủ ngáy khò khò khiến cả rạp nhìn ngó làm cho cô quê quá má ơi kêu tôi. Xem phim xong họ đến nhà hàng sang trọng ăn tối tưởng chỉ có hai người. Ai ngờ Seo Jong còn mời thêm về chị chủ nhà dạy múa ba lê đến. Cô cố gắng làm thân với bà như vậy là để không bị hối tiền nhà. Nào ngờ chị ta còn hẹn luôn anh người yêu mới quen đến ăn tối cùng, không ai khác chính là gã thầy bói lừa tình. Bởi ta nói đúng là trái đất quá tròn. Anh thầy bói rén ngay lập tức lôi Pi Sung ra một bên cố gắng làm thân. Anh mong ông chú này sẽ không nói cho bà chị dạy ba lê biết về quá khứ của thầy bói, vì giờ anh ta đã cải tà quy chính một lòng một dạ yêu cô ấy rồi. Nhìn mặt tuy vẫn còn gian lắm nhưng Pi Sung vẫn cho cơ hội làm lại từ đầu. Trên bàn ăn chị dạy ba lê liên tục tâng bốc khả năng tâm linh, thần sầu của ông bổ. Anh ta cũng tự đắc lắm thế nên Seo Jong đã ra tay dạy cho hắn biết thế nào là đẳng cấp của chú thuật sư. Chỉ cần một ánh mắt cô đã khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi trong tâm hồn. Bữa ăn kết thúc, Pi Sung được đưa cờ rút về. Điều này làm cho trái tim anh đập loạn nhịp, chay về tâm sự với linh hồn. Hình như tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Hoang Dae Ju vì trú ngụ trong thân xác một tên nghiện ma túy, nên theo thói quen Hoang Dae Ju đến điểm giao dịch ma túy. Tên trùm đưa cho tên sát nhân cái chớt trắng và cho anh thấy tên đàn em kia làm việc không đến nơi đến chốn, nên đã bị đánh sống không bằng chết.
Hoàng Đế Aezu thích thú với kiểu làm việc của tên trùm vì để hắn quy phục mình. Tên sát nhân đã xuống xe hạ gục hết đàn em của hắn, sau đó lại nhìn vào mắt tên đàn em kia mà biết được tên này từng bị Pi Sung suýt tóm gọn. Những gì liên quan đến Pi Sung đều khiến Hoàng Đế Aezu thích thú. Tên đại ca cảm thấy uy danh bị xúc phạm nên đã xuống xe định khua dao múa mép vài đường cơ bản rồi dọa nạt. Nhưng hắn đâu biết người trước mặt không còn là thằng nhóc nghiện ma tóe nữa mà là một tên sát nhân máu lạnh. Hoàng Đế Aezu nhanh chóng cướp lại dao ép sát tên đại ca vào mui xe, nhưng hắn không giết mà để ông ta làm đàn em cho mình, sau đó quay ra đâm chết tên đàn em xấu số kia. Bây giờ số hàng trắng này hắn đã nắm hết trong tay, chính vì thế mà ngày càng có nhiều nạn nhân nghiện ngập hơn, thậm chí còn có trường hợp lao vào nhà dân cắn xé người vô tội. Cùng lúc này tại trường học, một đám nữ sinh đang lôi một bạn học vào nhà kho trường để bắt nạt. Điều đó đã bị cô gái này chứng kiến. Cô ấy chính là con gái rượu của đội trưởng đội cảnh sát. Vì để cứu bạn học kia, cô đã bẻ tay chị đại của đám bắt nạt. Thật không ngờ ra thế nhà con bé này quá lớn, mẹ nó làm ầm lên đến đồn cảnh sát đòi kiện vụ này ra tòa. Cảnh sát trưởng phải quỳ xuống nhận lỗi nhưng Pi Sung không dễ chọc. Anh lấy luật pháp ra để tranh luận và đồng thời cũng dọa sẽ lấy băng ghi hình ở trường vụ này đem ra tòa án. Gia đình bà chắc chắn sẽ chịu phần thiệt về khiến bà ta câm nín. Vụ này vừa lắng xuống lại có biến cố khác xảy ra. Thi thể tên buôn ma tóe hôm trước đã được tìm thấy. Bên cạnh thi thể còn được đặt gương chiếu hậu. Điều này giống với cách gây án của tên bác sĩ và tên Daezu. Pi Sung lạnh sống lưng, anh nâng tay nạn nhân lên xem và thật sự đứng hình. Hung thủ đã lấy đi một phần móng tay của nạn nhân để làm chiến lợi phẩm. Tự nghĩ chẳng lẽ Hoàng Daezu vẫn còn sống. Anh nói ra nghi ngờ của mình cho đội trưởng nghe nhưng lý thuyết Hoàng Daezu vẫn còn sống quả thực quá vô lý. Đồng nghiệp không ai tin lời Pi Sung nói. Tan làm mọi người đều ra về, chỉ có Pi Sung vẫn còn ngồi lại nghiên cứu vụ án. Anh nhớ lại giấc mơ mà mình từng gặp Hoàng Daezu. Việc này quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ thật sự linh hồn của hắn đang hủy diệt thế giới này sao? Sao Jong cũng tìm đến đồn cảnh sát nhờ Pi Sung điều tra giúp lý lịch mẹ của cô. Grad nhờ anh không thể từ chối. Trong lúc đợi Pi Sung điều tra thông tin, Sao Jong thì xà lơ nghịch ngợm cái còng tay làm sao mà bị nó khóa tay lại luôn không mở được. Trong lúc loay hoay tìm chìa khóa mở còng, cô vô tình xem được tình tiết vụ án mạng trong máy Pi Sung. Hình ảnh hiện trường vụ án trùng khớp với giấc mơ hôm qua. Cô đã mơ. Cùng lúc này Pi Sung cũng đã điều tra được nơi ở của mẹ Sao Jong. Họ cùng nhau đến đó thì ra bà đồng từng làm phép và bị tên bác sĩ đâm ngỏm lại chính là mẹ Sao Jong. Nhìn vào trận đồ ngoài sân còn sót lại, cô đã biết mẹ mình từng làm lễ gọi hồn. Thi thể của bà trong nhà khiến Pi Sung sợ quãi cả trưởng. Vì để Sao Jong không bị ám ảnh tâm lý, anh đã cố đẩy cô ra ngoài. Nhưng với một người tâm linh mạnh như cô đã sớm cảm nhận được cái chết của mẹ rồi. Sáng hôm sau, cảnh sát đã có mặt khám xét hiện trường nói chuyện với cảnh sát quốc lộ. Pi Sung biết được băng ghi hình cao tốc ghi lại được tên bác sĩ từng lái xe vào ngọn đồi này. Có lẽ chính hắn đã giết bà đồng. Dù đã cảm nhận được cái chết của bà nhưng khi tận mắt thấy mẹ mình, Sao Jong vẫn không thể kìm lòng nổi. Cô buồn bã vì có lẽ không còn ai là người thân trên đời này nữa rồi. Vì để an ủi cô, Pi Sung đã đưa cô ra biển kiên nhẫn ngồi đó cùng cô chia sẻ nỗi buồn. Sau khi lấy lại được tinh thần, cô quyết định cùng Pi Sung điều tra vụ án lần này. Nếu liên kết tất cả bằng chứng lại thì chính xác tên bác sĩ lên núi tìm bà đồng nhờ gọi hồn tên Daezu. Và rồi ông ta đã chiếm lấy cơ thể tên bác sĩ đi giết người. Khi tên bác sĩ ngỏm, Hoàng Daezu lại chiếm lấy cơ thể người khác tiếp tục săn mồi. Bên này hắn ta lúc này đang bàn bạc cùng tên đại ca làm sao để sản xuất thật nhiều ma tóe xác sống. Như thế tốc độ hủy diệt thế giới sẽ tăng lên. Tên đại ca có người chống lưng vững chắc nên mặc kệ. Cảnh sát hiên ngang sản xuất thuốc phiện. Cùng lúc này cảnh sát Kang và Seo Jong đã đến nơi thực hiện chôn cất thi thể tội phạm. Hỏi tung tích cho cốt của Hoàng Daezu nhưng kỳ lạ thay trong danh sách không có ghi chú, tức là cho của tên này đã bị người khác lấy đi. Vậy suy luận của họ dường như rất chính xác. Seo Jong ngay lập tức yêu cầu Pi Sung chở cô đến gặp đại pháp sư. Bà ấy chính là pháp sư quyền năng nhất. Vừa nghe Seo Jong nói mẹ cô đã ngỏm pháp sư liền hiểu ra vấn đề. Bà nói linh hồn quỷ dữ của Hoàng Daezu muốn mở ra cánh cổng địa ngục và trần gian làm hỗn loạn nhân sinh, và chỉ có Seo Jong mới có thể dẹp yên chuyện này. Cô không muốn đi theo con đường này nhưng pháp sư khẳng định đây chính là số mệnh của cô. Mẹ cô cũng không muốn theo con đường tâm linh nhưng chính vì bị số phận ép buộc nên mới phải rời xa cô. Hiểu ra mọi chuyện, Seo Jong đau lòng khóc nức nở. Bên anh, thanh tra đang vào một võ quán tìm người yêu của mình. Cô ấy đang đấm bốc với con gái đội trưởng. Thấy cô một trưởng vật luôn bạn tập xuống đất khiến anh há hốc mồm. Suy nghĩ về nhân sinh, nếu chung một nhà thì lệch một tí với nóc nhà thôi là vỡ alo ngay. Cả ba người cùng nhau đi ăn tối. Con gái đội trưởng tâm sự cô bé sau này muốn trở thành cảnh sát giống hai anh chị thế nên sẽ nỗ lực hết mình. Ngay khi về nhà, cô bé lao đầu vào học hành nghiêm túc. Thấy con gái từ sau khi quen hai anh chị cảnh sát đã tiến bộ lên rõ rệt, đội trưởng vô cùng vui. Ngày hôm sau, ngay sau khi tan làm, ông liền mời hai người trẻ đi nhậu cùng. Lúc này bên phía tên Hoàng Daezu, lô ma túy đầu tiên đã được sản xuất để test xem chất lượng có bằng được ma túy lậu kia không. Hắn ta đã sai đàn em tiếp cận một đám người đang nhậu đổ ma tóe dạng lỏng vào rượu của một người. Kết quả khiến anh ta hóa điên lao về nhà cắn xé vợ con. Qua ngày hôm qua vẫn chưa ai phát hiện ra chuyện này, trường học vẫn cho học sinh đi học như bình thường. Con gái đội trưởng ở trường bị lũ bắt nạt hẹn sau giờ học ra tâm sự tuổi hồng. Cô bé rất biết nghe lời khuyên của chị cảnh sát là không được để có tiền án trong học bạ. Thế nên đã nhắn tin cho chị nhờ giải quyết giúp. Chị cảnh sát đem chuyện này nói với anh người yêu và Pi Sung.
Phó đội trưởng lo lắng nếu để cho đội trưởng biết con gái bị uy hiếp thì sẽ rất tức giận, thế nên bốn người quyết định sẽ đến gặp đám bắt nạt thay cô bé. Đợi cho đến tối họ đến điểm hẹn rất đúng giờ. Cô gái cảnh sát xinh đẹp ở lại canh chừng. Ba người đàn ông đi vào bàn với nhau chỉ dọa lũ trẻ cho nó khiếp không được làm chúng bị thương. Nhưng vào hang cọp rồi mới biết ba đứa con gái đó còn dẫn theo vài thằng đầu gấu đi cùng với nhiều năm trong nghề. Phó đội trưởng tự tin đấu tay đôi cùng thằng đại ca và rồi bị ăn một cú đá vào đầu ngất lịm ngay sau đó. Cùng lúc này ở nhà Seo Jong cô đang rất hốt hoảng gọi điện cho Pisung nhưng anh lại để điện thoại trên xe. Lý do Seo Jong hoảng loạn như vậy là vì cô lại tiên đoán được một vụ giết người khác. Thì ra tên sát nhân lại chuẩn bị ra tay với một cô gái khác. Cô này chính là tình nhân cũ của con trai viện trưởng. Quay lại lúc sáng cô ta đã thuê luật sư đến gặp riêng con trai viện trưởng để đòi tiền bồi thường. Nếu không sẽ phanh phui chuyện ngoại tình giữa cô và hắn ta. Nhưng cô đâu biết tên nghiện giờ đã mất rồi giờ là sát nhân máu lạnh không có người. Hắn ta vui vẻ ra mặt giả vờ đồng ý sẽ trả 1 tỷ won nhưng sau đó lại âm thầm theo dõi cô ta đến phòng tập thể hình và chờ thời cơ xuống tay. Vì không gọi được cho Pisung nên Seo Jong quyết định đi cứu người trước. Bên phía Pisung lúc này không dám manh động vì địch rất tăng động. Tưởng hôm nay là ngày tàn nhưng tình thế đã thay đổi. Chị cảnh sát bỏ xe chạy vào tiếp viện. Cô ấy là một tay đấm bốc cừ khôi. Thằng nhóc con trước mặt này không là gì với chị cả. Chỉ vài đường cơ bản đẹp mắt chị đã khiến cho thằng này lắc mắt đầu óc quay cuồng. Cuối cùng đạp vào tường bay người lên không trung tung cước hạ đo ván bằng một cú đá thần sầu. Mấy thằng sau nhìn mà cũng rén và chỉ cần qua vài nốt nhạc chị đã khiến cho lũ bắt nạt biết thế nào là lễ hội. Bọn chúng cùng nhau quỳ gối ăn lăn sám hối. Xử lý xong lũ trẻ trâu này mọi người dìu phó đội trưởng về nhà. Pisung mở điện lên mới nhận được tin nhắn từ Seo Jong. Lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm Pisung ngay lập tức phi xe đến đó bỏ lại ba người đồng nghiệp tự quốc bộ về nhà. Bên phía Seo Jong cô đã thấy được người đàn ông trong giấc mơ. Liền mon men đi theo hắn ta, tên sát nhân khứu giác nhạy bén đã phát hiện ra cô. Còn phát hiện ra cô là con của bà Đồng. Hắn ta thích thú quyết định đổi con mồi tối nay. Hoàng Daeju bỏ qua cô tình nhân mà dẫn dụ Seo Jong đến một tòa nhà vắng vẻ. Bất thình lình hắn lao ra khống chế cô từ sau lưng. Tiếp xúc với tên sát nhân ở khoảng cách gần Seo Jong đã nhìn thấy được cảnh hắn ta giết người. Hơn nữa còn phát hiện hắn chính là tên Daeju đã giết mẹ cô và cướp đi năng lực của bà ấy. Chính do vậy mà hiện tại hắn cũng có thể đọc được tâm trí và biết được thân phận của cô. Đang lúc hắn sắp ra tay thì Pisung đã chạy đến nơi. Vừa chạm mặt anh đã biết hắn chính là linh hồn Hoàng Daeju thế nhưng Pisung cũng chẳng thể làm gì. Vì hắn đang giữ bạn gái anh trong tay, tên sát nhân đã xin tí tích của cô. Để cứu người yêu anh đã quỳ xuống cầu xin quyết định cho hắn xử lý mình. Tên ác ma thấy cảnh này thì càng hứng thú, hơn nữa hắn không muốn giết Pisung dễ dàng như thế. Hắn muốn giày vò thâm tâm anh thế nên đã giơ cao dao, chuẩn bị cướp mạng người anh yêu. Đúng lúc đó linh hồn bà Đồng đã chiếm lấy thể xác hắn. Giằng co để khống chế linh hồn tên sát nhân câu thời gian cho con gái mình chạy trốn. Tưởng cứ thế là dễ dàng thoát kiếp nạn thứ 82 này thì Hoàng Daeju nhảy từ lầu 3 xuống đất chặn đường. Hai người lại phải tiếp tục co giò bỏ chạy may sao lúc này một đám người đi ngang qua. Tên sát nhân không tiện lộ mặt nên đã bỏ qua lần này. Nhờ thế hai anh chị thoát một kiếp vô cùng ảo diệu. Về nhà Seo Jong, Pisung cẩn thận băng bó vết thương cho cô. Anh lo sợ với năng lực của tên Hoàng Daeju rất nhanh hắn sẽ cảm nhận được chỗ này và tìm đến làm hại Seo Jong. Cô ấy trấn an anh nơi ở này mới là chỗ an toàn nhất vì trong căn nhà này chứa đầy năng lực tâm linh của cô. Tên ác ma với tâm địa xấu sẽ không thể vào được. Bên phía tên ác ma trong tiềm thức của thân xác đó linh hồn của hắn và bà Đồng đang đối diện với nhau. Bà Đồng cố dùng mọi cách khuyên ngăn hắn hãy dừng lại. Đúng lúc bà bày tỏ mình đồng cảm với quá khứ đau khổ bị bỏ rơi của hắn ta. Nhưng Hoàng Daeju không hề lung lay. Hắn ta muốn giết linh hồn bà mãi mãi nhưng không thành. Linh hồn pháp sư tạm thời tan biến rồi trú ngụ trong thân cây, cũng là gốc rễ tâm can của thể xác con trai viện trưởng. Lúc này bên phía Seo Jong, dù cô đã khẳng định nhà mình rất an toàn nhưng Pisung vẫn không yên tâm đi về. Anh đậu xe trước cửa nhà canh chừng cả một đêm. Mọi việc đều đã được Seo Jong nhìn thấy. Bây giờ cô mới hiểu vì sao trước kia mẹ lại bỏ mình đi, vì bà ấy không muốn những người xung quanh bà gặp nguy hiểm. Sức mạnh tâm linh của bà có thể thu hút những thứ không sạch sẽ và hiện tại Seo Jong cũng vậy. Cô không muốn liên lụy đến anh, cảm thấy anh ấy càng tốt với cô bao nhiêu cô càng thấy dây dứt bấy nhiêu. Thế nên Seo Jong mới âm thầm để lại lời nhắn tạm biệt Pisung để đi đến một nơi xa. Sáng hôm sau Pisung tỉnh dậy trên xe. Điều đầu tiên anh làm là chạy đến gõ cửa nhà Seo Jong để chắc chắn cô vẫn an toàn nhưng lại không có lời hồi đáp. Số điện thoại liên lạc cũng bị chặn mất. Anh chạy đến cửa hàng của cô tìm cũng không thấy. Pisung sốt sắng, ngay lập tức anh về đồn kiểm tra máy quay an ninh trên đường cao tốc, mong sẽ tìm được tung tích của Seo Jong. Nhìn thấy cảnh hôm qua cô ấy đứng trước cửa xe mình, anh chợt hiểu ra mọi chuyện, cũng tìm thấy tờ giấy tạm biệt của cô dán trên kính xe. Thật ra Seo Jong không muốn chạy trốn, cô chỉ tìm đến cửa chùa để tâm an tĩnh một thời gian. Ngoài xã hội bây giờ quá xô bồ và phức tạp lòng người hiểm ác, mưu mô. Tên đại ca bán ma túy hợp tác cùng tên ác ma Hoàng Daeju. Hắn ta ra lệnh cho đàn em cải trang thành nhân viên giao nước đổ ma túy hòa lẫn vào trong đó cho mọi người uống. Nhà ăn đông đúc người không ai biết thảm họa sắp ập đến. Cứ thế đúng như theo kế hoạch mỗi người một ly nước và chẳng mấy chốc đã có vài người phát điên. Họ mất đi lý trí lao đến muốn cắn xé những người xung quanh. Nhà ăn trở nên hỗn loạn, trong vài phút ngắn ngủi lượng người chen nhau bỏ chạy. Sự việc này bắt đầu trở nên căng thẳng, dư luận gây sức ép với chính phủ. Lực lượng cảnh sát phải nhanh chóng tìm ra kẻ tồn chất cấm thây ma này.
Bên phía tên ác ma, hắn vô cùng vui sướng với thành quả này của mình, rồi thế giới này sẽ hủy diệt theo đúng mong muốn rất lâu của hắn. Vì đã chán trò chơi bột trắng thành ma nên Hoàng Daezu không tiếc giết chết ông già điều chế, rồi ta nhẫn ném ông ta vào lò thiêu. Bây giờ hắn ta lại muốn chơi một trò khác với Pisung. Hắn sai người bắt cóc một chàng trai trẻ là đầu gấu bắt nạt học, đường trói tay, chân và bịt mắt, bắt cậu ta đứng trên lan can ở sân thượng của tòa nhà cao tầng. Sau đó tên ác ma gọi điện cho Pisung muốn anh xem kịch hay này với hắn. Chàng trai bị bắt trói đó tháng trước đã bắt nạt một bạn cùng lớp, khiến người bạn xấu số đó không chịu đựng được nữa phải nhảy lầu. Ở chỗ chàng trai bị trói chính là chỗ cậu bạn kia đã gieo mình xuống để giải thoát hiện thực đau thương. Hiện tại hắn còn gọi thêm bố của cậu bạn xấu số ấy đến để xem ông có bằng lòng cứu kẻ bắt nạt đã gián tiếp giết con trai mình hay không. Người bố lương thiện đang định cứu người thì đoạn video cậu con trai bị bắt nạt hiện lên trên máy tính. Nhìn cảnh con trai lúc còn sống bị lũ bạn đối xử không khác gì súc vật, nỗi uất hận trong người bố nổi lên. Đây cũng chính là lúc ranh giới lương thiện và độc ác trong con người bộc phát. Người bố đau khổ chất vấn kẻ bắt nạt, chỉ vì con trai tôi bị nói lắp khiến cậu ghét bỏ nên hành hạ nó. Thế sao kẻ bắt nạt run rẩy đứng trước cái chết hắn mới cảm thấy điều tồi tệ là như thế nào? Giờ hối hận liệu có kịp không? Qua màn hình máy quay, Hoàng Daezu muốn cá cược một ván với Pisung rằng liệu rằng người bố lương thiện đó có bị hắc hóa. Pisung nín thở xem tình hình ông bố đã chọn đã giữ chặt tay chàng trai bắt nạt. Đang lúc Pisung thở phào thì người cha đáng thương kia đã cởi bịt mắt của chàng trai cho anh ta thấy rõ mặt mình. Rồi ông ấy dứt khoát đẩy cậu ta xuống trong sự bàng hoàng của Pisung. Hoàng Daezu quá hiểu rõ lòng người, hắn ta chiến thắng hoàn toàn trong ván cược này rồi. Thật ra hắn không phải kẻ sinh ra đã ác vì có một quá khứ của kẻ phản diện. Lúc hắn khao khát lòng người và tìm được sự đồng cảm thì không một ai tình nguyện giang tay ra cứu vớt hắn. Thế nên mới sinh ra tâm lý thù hận xã hội hủy diệt mọi thứ. Và mặc định loài người là lũ tàn ác thế nên không đáng được sống trên hành tinh này. Hoàng Daezu tuyên bố trò chơi mới của hắn là mỗi tuần sẽ giết một người. Không ai có thể ngăn cản. Muốn kết thúc trò này thì Pisung phải giết Xeo Rong, như thế Hoàng Daezu mới chịu dừng tay. Pisung rơi vào thế khó, anh thật sự không biết phải làm sao. Bây giờ một bên là người con gái anh yêu, còn một bên là tính mạng của vô số những người không hề quen biết. Ai cũng không đáng phải hy sinh. Cảm thấy tên ác ma đó phải bị bắt bằng mọi giá. Ngày hôm sau, Xeo Rong đã quyết định sẽ trở về sát cánh cùng Pisung chiến thắng tên ác ma. Nhận được điện thoại của cô, Pisung ngay lập tức phi thẳng đến đó. Anh nghĩ mình sẽ phát điên chất vấn Xeo Rong tại sao lại biến mất. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tinh khiết ấy của cô, anh lại không nóng giận được. Cả hai quyết định không nói chuyện cũ mà cùng đi chơi với nhau cả ngày dài. Thật mong khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi. Sau chuyến đi, Xeo Rong còn dẫn Pisung đến tiệm nêu tút tát lại bộ móng. Đang lúc anh hòa vào khoảnh khắc sung sướng nhất cõi đời này, bông Xeo Rong lại nói cô sẽ trở thành pháp sư giống mẹ mình, cũng chính là nói tôi tớ của thần linh. Chỉ có thế mới được thần ban phát sức mạnh để đủ sức đánh bại Hoàng Daezu. Nhưng có một điều là khi trở thành người của thần thì mọi thứ thuộc về cô sẽ do thần định đoạt. Nói cách khác, cô không thể yêu đương cùng anh. Nghe những lời này cứ như một cú tát kéo anh về hiện thực tàn nhẫn này. Pisung bất động, nhưng khi biết anh vẫn sẽ được gặp cô ấy như bình thường thì anh mới thả lòng hơn. Bên phía tên khốn Daezu, vì bị Pisung từ chối đề nghị giết Xeo Rong nên hắn đã tiếp tục đi tìm nạn nhân mới. Cô gái xấu số xinh đẹp này không may đã lọt vào tầm ngắm của hắn. Làm xong tội ác, hắn thản nhiên gọi điện cho Pisung khoe chiến tích. Vì sử dụng máy đã mã hóa nên Pisung không thể tìm đi tung tích của hắn ta. Sự bất lực luôn giày vò Pisung khi biết từng người vô tội lần lượt mất mạng mà mình thì không thể làm gì. Chính vì thế mà anh đã học theo cách của Xeo Rong, mỗi khi mệt mỏi hãy ôm chú gấu to bên đường. Người đàn ông này chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại khó khăn như lúc này. Anh lấy hết can đảm đến tìm Xeo Rong, nói ra nỗi lòng bấy lâu của mình. Tôi thích cô, tôi không sợ gặp nguy hiểm nên mong cô đừng làm pháp sư. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Hoàng Daezu. Lời anh nói khiến Xeo Rong vô cùng cảm động. Cô trao anh nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng buồn thay, nụ hôn này cũng là lời từ chối. Cô ấy vẫn quyết định hy sinh vì đại cục. Điều này khiến Pisung buồn bã mà trốn trong xe khóc lớn. Xeo Rong cũng âm thầm rơi lệ. Trong khi nghi lễ cho pháp sư đang diễn ra kết thúc, lão pháp sư vừa nhìn đã nhận ra tâm sự của cô. Bà ấy ôm cô vào lòng như một người mẹ. Cuối cùng cô ấy cũng có thể tựa vào bờ vai ai đó và có thể khóc thật lớn mà không cần kiềm chế. Đã có được người nối vị làm tôi tớ của thần, lão pháp sư cũng đã ra đi trong im lặng. Từ nay trọng trách điều hòa âm dương nơi trần giới giao hết lại cho Xeo Rong. Quay lại với Pisung, anh biết mình không thể gục ngã. Tên sát nhân vẫn sống nhởn nhơ ngày nào vì anh chưa thể yên tâm ngày đó. Nếu theo lời hắn nói cứ cách một tuần sẽ giết người thì đến ngày 13 lại sẽ có người vô tội mất mạng. Và đúng như vậy, Hoàng Daezu đã ra tay với một người đàn ông có lòng tốt giúp hắn sửa lốp xe. Máu nạn nhân bắn lên mặt khiến hắn thích thú. Vụ án này ngày hôm sau đã được lên báo. Pisung cũng xem được, anh căm phẫn tột độ. Vì mỗi lần ra tay với nạn nhân, Hoàng Daezu sẽ nhắn tin nói cho Pisung đầu mối, gợi ý anh phải tìm được câu trả lời đó. Nếu trả lời được thì hắn mới ngưng giết người một tuần. Hiện tại hai lần anh đều không thể giải được, thế nên hai mạng người mới ra đi. Lần này Pisung phải tìm ra điểm chung giữa hai nạn nhân. Từ đó mới biết được người thứ ba Hoàng Daezu nhắm đến là ai. Dù có vắt não suy nghĩ cũng không ra được, anh đành tìm đến Xeo Rong. Hiện tại cô đang chuyển hết đồ đạc của mình đến nhà lão pháp sư. Từ giờ đó là nơi ở mới của cô ấy. Hai người vừa gặp nhau đã tranh cãi, nhưng trong lời nói vẫn chứa đầy sự quan tâm đối phương. Cãi nhau xong, họ mới bắt đầu vào chủ đề chính.
Bi Sung tiết lộ cho cô biết về câu đố mà tên ác ma đã hỏi anh. Hắn nói chỉ có cảnh sát Kim mới giải được câu đố của hắn. Thế nên anh muốn cô sử dụng năng lực để gọi hồn cảnh sát Kim. Theo lời của cô thì Bi Sung đã đến nơi để cho cốt của cảnh sát Kim, lấy huy hiệu cảnh sát của ông ấy thay bằng huy hiệu của mình rồi về đưa lại cho Seo Jong. Hai ngày sau Bi Sung đến làm nghi lễ, Seo Yeong sẽ dùng thuật gọi hồn cảnh sát Kim để linh hồn ông ấy nhập vào thể xác của Bi Sung. Quá trình này rất nguy hiểm, có thể khiến anh mất mạng, nhưng vì đại cục Bi Sung vẫn muốn thử một lần. Seo Jong bắt đầu làm lễ, cô rạch một vết thương nhỏ ngón tay của anh nhỏ vào hình nhân cô đã chuẩn bị từ trước, gấp huy hiệu cảnh sát vào lá bùa đốt rồi bắt đầu lắc chuông gọi hồn. Kết thúc quá trình, hình nhân trên bàn lay chuyển mạnh. Seo Jong lấy dây vải quấn quanh hình nhân đầu kia đưa cho Bi Sung cầm. Linh hồn của cảnh sát Kim ngay lập tức nhập vào người anh, la hét sợ hãi trốn vào một góc. Khi cô nói tên ác nhân mà ông từng bắt vào tù bây giờ đã sống lại, lúc đó thanh tra Kim mới bình tĩnh lại. Ông không thể chấp nhận điều này. Khi Seo Jong mở lời nhờ ông giúp bắt Hoang Dae-ju, ông ấy đã từ chối. Nhưng dưới lời khuyên vô cùng tha thiết của Seo Jong, thanh tra Kim cũng mủi lòng và quyết định bước ra bóng tối, quyết bắt tên ác nhân một lần nữa. Hiện tại linh hồn của thanh tra Kim sẽ ở trong thể xác của Bi Sung một thời gian. Vì trong thân xác của Bi Sung nên ông Kim có mọi thói quen của anh và có thể tìm đường về nhà một cách dễ dàng. Nhìn hồ sơ hai nạn nhân trên bàn rồi nhìn đến ảnh của Hoang Dae-ju, ông Kim tức điên căm hận hắn đến tột độ, nhất định phải bắt được hắn vào tù một lần nữa. Thế là ngay sáng hôm sau, ông Kim đã ra ngoài tập thể dục để có thể thích nghi hơn với cơ thể hiện tại. Đang làm linh hồn bay bổng đi xuyên tường rất sành điệu, giờ phải vác theo khối thịt nặng này di chuyển có chút không quen. Khởi động sương sương buổi sáng xong, ông Kim phi xe đến sở cảnh sát. Ông có thói quen của Bi Sung nhưng lại không có ký ức, thế nên đã lơ đi cô cảnh sát trẻ xinh đẹp. Những người đồng nghiệp như thường ngày vẫn thường nói đùa với nhau vài câu, nhưng hôm nay không thấy Bi Sung đáp lại và thấy anh lạnh lùng boy khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Đội trưởng tưởng anh có việc gì buồn nên lôi vào nhà vệ sinh tâm sự thầm kín. Ông Kim tất nhiên không hiểu những gì đội trưởng nói nên chỉ im lặng cúi đầu đáp lại vài câu rồi bỏ đi mất. Cả đội lại lên đường làm nhiệm vụ, họ cùng nhau vây bắt một tên xã hội đen. Đàn em của hắn đã lộ diện và bị anh cảnh sát trẻ khống chế, còn tên đại ca trốn trong xe khóa trái cửa. Không nói nhiều, ông Kim một phát đập vỡ kính xe tên trùng phải lộ diện. Hắn rút dao đe dọa đồng nghiệp xung quanh dè chừng, nhưng ông Kim chỉ vài đường cơ bản đã đá bay con dao. Hắn ta vẫn chưa chịu khuất phục, đòi đấu tay đôi nhưng còn non và xanh quá, bị ông Kim hạ gục chỉ với vài đường quyền hạ đẳng. Cảnh sát Kang thường ngày tính khí nóng nảy, hành động hấp tấp, nhưng ông Kim trong thân thể của anh lại bình tĩnh quyết đoán, thể hiện một người có kỹ năng nghiệp vụ cao. Đồng nghiệp xung quanh há hốc mồm trợn tròn mắt thán phục, Bi Sung nay đỉnh quá. Xử lý xong vụ này, ông Kim không quên nhiệm vụ điều tra câu đố của tên ác ma, mong sẽ cứu được người thứ ba vô tội dưới sự hỗ trợ đến từ Seo Jong. Ông mới nhận ra thì ra tên ác ma ấy giết người theo quy luật, hắn sẽ lấy mạng những người có cùng tên với nạn nhân mà 2 năm trước hắn đã giết. Biết được điều này, ông Kim ngay lập tức chạy đến sở cảnh sát lật sở hồ sơ phạm tội của Hoang Dae-ju, nhận ra nạn nhân thứ ba của hắn là cô gái tên Jo Ji-suk. Ngay trong đêm, ông Kim gọi điện đến từng số điện thoại, từng địa chỉ của người tên Jo Ji-suk và cũng biết được nơi ở của cô này. Seo Jong cũng đến tham gia cứu người với ông Kim. Khi đối diện với khuôn mặt của Bi Sung, cô vẫn cảm thấy bồi hồi cảm xúc trong lòng. Dù biết trước mặt không phải anh ấy, nhưng rất nhanh, Seo Jong từ bối rối chuyển sang bồi hồi vì ông Kim chưa muốn cứu người vội. Ông ấy muốn dùng cô gái Jo Ji-suk để dụ tên ác ma ra mặt, đúng với cách làm năm xưa của ông, dùng nạn nhân làm mồi nhử. Jong muốn ngăn cản nhưng ông Kim đã quyết, cô chỉ có thể hết sức cẩn trọng làm theo. Họ đỗ xe trước nhà cô gái canh đến tận sáng hôm sau. Khi cô ấy đi làm, họ liền lái xe đi theo. Cô gái này làm phục vụ tại một quán ăn, một công việc bình thường và cuộc sống êm đềm, nhưng chỉ vì cùng tên mà bị sát hại thật sự có đáng không? Nếu ông Kim lại để sai lầm trong quá khứ xảy ra một lần nữa thì nạn nhân mồi nhử sẽ bị sát nhân sát hại. Họ kiên nhẫn ngồi trong xe canh chừng đến khi cô ấy tan làm nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi ông Kim lái xe theo cô gái về nhà, tên sát nhân mới lộ mặt, nhưng ông không để ý đến hắn. Vì hình hài hiện tại của hắn quá khác, nhưng hắn ta vừa nhìn đã nhận ra người trước mặt là thanh tra Kim của 2 năm trước. Dù ông đã tìm ra câu trả lời nhưng hắn lại không muốn tha cho con mồi này. Hắn sử dụng sức mạnh của mình thay đổi giọng nói thành người chồng của cô gái, dụ hai mẹ con họ lên xe. Đến khi ông Kim và Seo Jong chạy lên đến nơi đã không thấy người đâu, bởi vì tên sát nhân đã chở cả gia đình họ đến một nơi vắng vẻ sát hại tàn nhẫn. Xong việc, hắn nhàn nhã ăn đồ ăn mà người vợ đã mua. Khi ông Kim và Jong tìm được địa điểm gây án, nơi đó đã bị cảnh sát bao vây lại. Vậy là sai lầm năm xưa lần nữa lặp lại, chỉ vì muốn dụ tên sát nhân xa vào bẫy mà thanh tra Kim lại khiến cho mồi nhử mất mạng. Lần này không chỉ một mà là cả nhà 3 người. Tên sát nhân đậu xe gần nó, thỏa mãn gọi điện cho ông, khiêu khích sự ngu dốt ấy. Ông Kim mất quyền kiểm soát, la hét xung quanh buộc Seo Jong phải đưa ông về nhà Bi Sung. Tại đây ông ấy cũng nói cho cô biết chuyện tên ác ma muốn Bi Sung giết chết cô thì hắn mới chịu dừng trò này lại. Nhưng Bi Sung đã lựa chọn không làm Seo Jong không sợ chết. Cô ấy chỉ sợ tên sát nhân điên cuồng hơn khi hắn giết chết pháp sư như cô để dễ dàng mở ra cánh cửa địa ngục, chứ sẽ không hề dừng lại. Ông Kim không tin vào địa ngục hay quả táo nhãn lồng mà chỉ muốn mượn rượu giải sầu rồi ngủ gục trên bàn. Trong lúc đó, Jong đã đọc bức thư của Bi Sung. Trong thư anh ấy nhắc đến cô mong ông Kim phải bảo vệ cô thật tốt. Jong mỉm cười, cô thay anh thắp nhang cúng cho những linh hồn còn ân cần nói chuyện với cô bé. Nhìn vào đôi mắt cô, Jong tức giận vì người này không hề muốn chết nhưng bị ông kéo theo chết cùng. Thì ra hai ông cháu này nợ nần không có trốn dung thân.
Người ông vì không muốn cháu chịu khổ nơi trần gian mà đã khiến cho cả hai cùng đầu thai chuyển kiếp. Dưới lời khuyên bảo của Seo Jong thì người ông cuối cùng cũng chịu buông tay cho cháu mình đi đầu thai. Seo Jong cũng giúp cô bé được chuyển kiếp. Làm xong việc này, cô dùng sức mạnh tâm linh của mình đi vào tiềm thức của Bi-sung. Hiện tại anh sống rất sung sướng, mặc vest rất oách xà lách, thả thuyền trên biển câu cá ung dung buồm lái ta ngồi. Vì ở trong này là tiềm thức nên Bi-sung đã mạnh dạn nắm tay Seo Jong và tiến đến hôn cô. Nhưng cô ấy vẫn không thể cho phép bản thân yêu người khác. Khi mình là pháp sư nên nhanh chóng xuất hồn về lại xác. Ngày hôm sau cô đến gặp anh trai pháp sư mà anh ta vẫn chứng nào tật nấy, không lừa tình thì cũng đi lừa tiền làm lễ của người khác. Hàng Pha Kè gặp Hàng Diêu là rén liền dưới con mắt nhìn thấu hồng trần đầy sức ép của cô. Anh ta phải ra ngoài giải tán khách hàng, hứa lần sau sẽ coi cho họ miễn phí rồi vào ngoan ngoãn nói chuyện. Thật ra tên này cũng có khả năng đặc biệt nhưng lại sử dụng nó để kiếm tiền. Và hôm nay cô ấy đến tìm là muốn liên kết lại với anh ta để tiêu diệt tên ác ma. Bởi hai người họ đều là pháp sư có thực mới vực được đạo. Trong lúc hai người nói chuyện thì bà cô dạy khiêu vũ và thanh tra Kim đã đứng trước cửa. Người quen gặp nhau, bà cô liên tục bắt chuyện nhưng thanh tra Kim lơ không chịu đáp. Đến khi anh trai pháp sư ra mở cửa thì chỉ cho mỗi ông Kim vào, khiến cô bồ múa ba lê sinh nghi. Nhất quyết vào trong cho bằng được vào trong rồi mới sốc ngang khi bắt gặp cô bạn Seo Jong. Anh pháp sư phải lôi bà chị này ra ngoài. Trong phòng còn lại ông Kim và Seo Jong. Ông tiết lộ cho cô một chuyện. Tên hoang Daeju chắc chắn đang trong quá trình tìm vật chủ mới, để lỡ nếu thân xác hiện tại của hắn bị giết, hắn còn nhanh chóng nhập vào thân xác mới, nếu không linh hồn sẽ tiêu tan. Và người hắn chọn chắc chắn sống trong khu vực rừng Antion. Vì tên Daeju luôn hành động theo quy luật. Khu rừng đó vào 2 năm trước là nơi hắn bị ông Kim bắt giữ. Thế nên bây giờ hắn ta chắc chắn sẽ chọn vật chủ sống trong hoặc gần khu rừng. Nói là làm, ngay ngày hôm sau ông Kim đã lái xe vào khu vực đó. Bước chân vào căn nhà từng xảy ra án mạng, ký ức của 2 năm trước lại hiện về giày vò ông. Nhưng bây giờ không phải lúc đau buồn. Ông Kim lập tức tìm đến ban quản lý đất muốn xem hộ khẩu của từng nhà dân sống trong khu vực này. Trong lúc thanh tra Kim bận tối mắt tối mũi thì đồng đội ở nhà lại chỉ nghĩ đến cuộc thi đá bóng giữa các đội cảnh sát. Họ ngồi ăn mày quá khứ cứ như fan đội tuyển quỷ đỏ nào đó. Phó đội trưởng nhiệt huyết sục sôi dùng hết sức giành bóng, muốn chiến thắng nhưng bóng vào tay thủ môn Bi-sung thì anh lại dùng chân sút một phát cho đối thủ vào lưới nhà mình. Kết quả đội anh thua thảm hại. Năm nay rút kinh nghiệm cả đội không cho Bi-sung chơi nữa, bắt anh đứng yên một chỗ cho đủ số lượng thôi. Nhưng thời thế đã khác, Bi-sung chơi dở còn ông Kim đây thì là một chân sút cừ khôi. Thấy đội mình đang bị dẫn trước, ông Kim cầm bóng xoay vòng cứ như Anthony rồi đưa thẳng vào lưới đem về tỷ số 3-1 cho đội nhà. Phó đội trưởng cũng chưa hiểu chuyện gì mà đã win, mặt đơ như cây cờ. Sáng sớm thì gánh tin tối về lại thăm ngàn điều tra từng hộ dân khu vực quanh núi tìm đến cô gái tên Jihan. Bỗng nhiên cảnh sát Kim mặt đầy tâm sự thì ra cô gái kia là con gái ông. Sáng hôm sau ông âm thầm đến quan sát mẹ con họ đi theo cô gái đến tận nơi làm. Tan làm thì ông theo chân cô con gái đến quán rượu. Nghe Jihan tâm sự cùng bạn bè, ông mới biết con mình làm việc phải chịu nhiều áp lực. Bị ông chủ áp bức nhưng không dám nghỉ vì mẹ cô rất trông chờ vào công việc của cô. Đêm khuya cô ấy thui thủi một mình về nhà xui rủi gặp 3 thằng côn đồ muốn cướp túi của cô. May mắn thanh tra Kim đã ra mặt đuổi lũ khốn đó đi. Jihan say khước không còn biết gì, thế nên ông Kim ân cần cõng cô về nhà. Cô ấy cảm thấy người này rất an toàn nên đã kể cho ông nghe về bố của cô. Những ký ức của hai bố con khi trước cũng ồ ạt hiện lên trong tâm trí ông Kim khiến ông lặng lẽ rơi lệ. Quá khứ đã qua không thể quay về, muốn con gái sống tốt, ông phải nhanh chóng bắt được tên ác ma kia. Khi Seo Jong đến đưa đồ ăn cho ông, cô bất ngờ trước những tờ giấy dưới đất. Đó là từng cái tên của từng hộ gia đình sống ở trên ngọn núi. Chuyển cảnh con gái ông Kim bị điều đến làm việc cho chủ tịch mà tên chủ tịch đó lại chính là ác ma hoang Daeju. Hắn ta dường như biết cô là ai và đang lên một kế hoạch thâm độc với cô. Hắn ta dùng lời lẽ ngọt xớt ca ngợi tài năng của cô khiến Jihan rất biết ơn hắn vì đã trọng dụng mình. Daeju còn sắp xếp cho cô một phòng làm việc mới, một vị trí mới, một cương vị mới để có thể lấy được sự tin tưởng từ cô. Hắn ta lúc này tự đắc nắm chắc mọi việc trong tay. Trở về căn nhà của mình, hoang Daeju bị tên đại ca đòi tiền lương hưu, nếu không sẽ báo với cảnh sát những điều hắn làm. Hoang Daeju không trả, ông ta liền rút súng đe dọa. Hoang Daeju không những không sợ mà còn vô cùng thích thú. Hắn ta dùng năng lực điều khiển hành động của tên đại ca rồi đập một phát vào đầu khiến ông ta ngất xỉu. Tỉnh dậy trong nhà kho cạnh lò thiêu, ông ta tái xanh mặt mày mong Hoang Daeju tha lỗi, nhưng vì đã hết giá trị lợi dụng nên thể xác này của ông ta được dùng làm vật chứa cho linh hồn tên bạn tù của Hoang Daeju. Hắn ta há miệng một lần, khói đen ngòm bay ra rồi nhập vào người tên đại ca kia. Quá trình hợp thể kết thúc, linh hồn tên bạn tù đã chiếm giữ cơ thể này. Hắn ta giết sạch đám đàn em của tên đại ca không trở lại dấu vết. Từ giờ tên ác độc không kém Hoang Daeju này sẽ làm cánh tay đắc lực cho hắn ta. Bên phía Seo Jong, cô cùng thằng cha pháp sư đang miệt mài nghĩ ra một trận pháp tiêu diệt linh hồn. Hoang Daeju chỉ thấy anh ta đem ra một bình hỗn hợp tỏi ớt vô cùng tự tin ba hoa về năng lực trừ tà của nó. Trong lúc thằng cha này làm khùng làm điên khi bà chị dạy múa ba lê đang điên cuồng lên vì cơn ghen không rảnh rang như mấy người họ, thanh tra Kim từ đêm đến sáng miệt mài rút gọn phạm vi điều tra. Từ khoảng tường kín giấy giờ chỉ còn lại vài tờ nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của mình. Mà cuối cùng ông Kim cũng tìm ra kẻ tình nghi, đó là chủ tập đoàn y tế cũng chính là Hoang Daeju. Ngay lập tức ông lái xe đến địa chỉ nhà hắn. Đây không ó là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm trên đường đến núi Ensign. Rất trùng hợp với những gì ông nghi ngờ.
đang ngó vào trong xem thì sau lưng xuất hiện một ông lão xuất hiện, để moi thông tin hữu ích từ ông thanh tra Kim đã mời ông ấy đi ăn tối. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Từ miệng ông lão anh biết được chủ tịch tập đoàn y tế đó còn có một đứa con trai, và trong nhà anh ta thường xuyên xuất hiện đám côn đồ. Trong lúc đấy bên phía Hoàng Daeju, hắn đã lân la đến bắt chuyện với con gái cảnh sát Kim. Hắn mời cô đi ăn để thắt chặt mối quan hệ với cô để dễ dàng hành động. Ăn tối xong hắn còn chu đáo chở cô về nhà và tặng một phần thịt bò cao cấp cho mẹ cô. Đợi Ji Han ngây thơ vào nhà hắn mới nở nụ cười thâm độc. Cùng lúc này thanh tra Kim đã đem những phát hiện của mình nói với Jong. Anh còn điều tra ra được tên côn đồ mà ông lão nói hay ra vào biệt thự kia. Hai người đã khóa mục tiêu là tên côn đồ và chủ tịch tập đoàn y tế. Hiện tại hai kẻ đó đã sống chung một nhà. Tên côn đồ bạn của Daeju, hắn ta lúc trước là tên tội phạm ấu dâm, quan hệ cùng các cô gái sau đó thủ tiêu họ. Bây giờ hắn được Hoàng Daeju hồi sinh lại tiếp tục thú vui cũ khiến Daeju khó chịu. Hắn ta một tay nắm lấy cổ và nhấc bổng tên bạn thân lên cảnh cáo. Nếu còn dám tự ý làm những thứ mình thích tao sẽ giết mày. Bên này con gái thanh tra Kim dường như cô đã tương tư bởi những lời đường mật của Hoàng Daeju mê mẩn, bắt đầu sinh ra lòng cảm mến hắn ta. Ra về còn đi ăn cùng hắn ta. Thanh tra Kim lúc này đang thận trọng theo dõi tên côn đồ. Tên này dù đã bị Hoàng Daeju cảnh cáo không được tiếp tục giở trò đối bại với các cô gái, nhưng hắn ta vẫn chứng nào tật nấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn ta đến quán rượu tán tỉnh cô phục vụ nhưng cô gái này có vẻ cũng rất cứng cựa không theo hắn về nhà. Tên này đành về một mình đi về. Thanh tra Kim báo cảnh sát có người uống rượu lái xe thế nên đi được một đoạn tên này đã bị cảnh sát chặn đường. Nhưng vì nồng độ cồn nhẹ nên hắn được thả mà cũng không quan trọng vì cảnh sát Kim đã có thông tin cần có. Thế là ngay tối đó ông cùng Seo Jong đến quán rượu mà tên côn đồ kia hay đến. Để cô cảm nhận trong thân thể của tên này có linh hồn của Hoàng Daeju không. Seo Jong lập tức hành động, cô trùng mặt kín vào quán lấy cớ muốn đi vệ sinh thật chất để tiếp cận tên côn đồ. Lúc cả hai sượt qua nhau ở phòng vệ sinh cô cảm nhận được thân thể này đang bị linh hồn khác chiếm hữu. Dù không phải Hoàng Daeju nhưng linh hồn đó vẫn rất tàn ác y. Sau thời gian dài tán tỉnh hắn ta đã dụ được cô phục vụ vào khách sạn. Để cứu cô gái này thanh tra Kim đã lấy cớ đèn xe hắn chưa tắt, yêu cầu phục vụ gọi điện cho chủ xe để đèn vậy rất chói mắt. Phục vụ liền gọi điện sau đó hắn ta bị gọi xuống tắt đèn xe. Seo Jong nhanh chóng lẻn lên phòng của hắn khi vô tình nghe được số phòng. Cô lôi cô phục vụ đi trốn. Bên phía trên xe ông hắn như nhận ra điều gì đó vì đèn xe hắn đã tắt. Hắn ta quyết định không về phòng nữa mà xuống sảnh đối mặt với ông Kim. Tên này cũng biết được người trước mặt không phải là Pi-sung mà là cảnh sát Kim. Hắn cũng cho ông hay Hoàng Daeju đã biết linh hồn ông trú ngụ trong thân xác Pi-sung. Nói xong cả hai lao vào song kiếm hợp bích. Anh vật tôi xuống đất thì tôi tặng anh quả đấm. Cả hai giằng co dưới đất, đấm qua đấm lại không ai thua ai. Cuối cùng thì tên này vẫn còn non quá so với trình độ kỹ năng thượng thừa của cảnh sát Kim. Bị ông hạ gục nhưng do một phút lơ là của ông mà hắn đã nhổm dậy vồ lấy con dao định đâm lén sau lưng. May mắn sao Seo Jong đến kịp nện cho một phát vào gáy bất tỉnh nhân sự. Seo Jong muốn giải trừ linh hồn tàn ác trong người hắn nhưng cảnh sát Kim lại muốn tiêu diệt hắn. Ngay lập tức ông nhét hắn vào cốp xe chở đến căn nhà Hoàng Daeju từng giết người năm xưa. Ở đây Seo Jong làm phép đốt cháy linh hồn tà ác này để hắn chịu đau mà rời khỏi thân xác tên đại ca. Cơn nóng từ lửa bùa làm linh hồn tên bạn thân Daeju đau đớn. Seo Jong mềm lòng tha cho hắn một mạng muốn hắn nhanh chóng trả xác lại cho tên đại ca. Nhưng linh hồn tên đầu đường xó chợ này cứng đầu không chịu, buộc Seo Jong phải dùng đến nước thánh. Đối với linh hồn nước thánh như axit vậy đổ lên mặt là bỏng rát vô cùng. Linh hồn cảnh sát Kim chứng kiến cũng phải dùng mình. Cuối cùng thì tên tù tội kia cũng bị hút vào túi giấy bùa của Seo Jong. Quay lại với con gái ông cảnh sát Kim, cô ấy đã tiến tới mối quan hệ yêu đương với ác ma Hoàng Daeju. Hắn ta đã đến tận nhà gặp mẹ cô và hứa sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa chân cho bà, bày tỏ mong muốn muốn cưới con gái bà. Nhìn vẻ mặt chân thành và gia thế khủng của hắn ta, người mẹ không khỏi lay động con gái mất bố từ nhỏ. Bà cũng mong con có bến đỗ vững chãi và bà đồng ý cho con gái qua lại với hắn ta. Quay lại chỗ cảnh sát Kim, Seo Jong đã thấy được cánh cửa địa ngục ngày càng mở rộng. Thế nên họ phải nhanh chóng tiêu diệt Hoàng Daeju. Tên đại ca đã tỉnh dậy ký ức khi bị Hoàng Daeju trong một linh hồn khác chiếm giữ cơ thể khiến ông sốc. Qua miệng của ông đại ca cuối cùng họ cũng biết Hoàng Daeju đang trú ngụ trong thân xác chủ tịch tập đoàn y tế. Ông ta cay cú vì bị Hoàng Daeju lợi dụng giết hết đàn em thân cận của mình. Căm phẫn và quyết định đầu quân cho cảnh sát Kim hỗ trợ ông xử lý hắn ta. Buổi sáng tinh mơ mấy ông đồng nghiệp cùng nhau tám chuyện. Lại tưởng Pi-sung mấy ngày nay kỳ lạ là vì có tình yêu. Họ còn điều tra ra được Seo Jong chính là người con gái thay đổi Pi-sung. Dưới lập luận của phó đội trưởng, Seo Jong trở thành cô gái pháp sư lừa tình cảm của Pi-sung. Và với cương vị đồng nghiệp họ phải âm thầm giúp anh ấy vượt qua cú sốc lần này. Tên đại ca lúc này nghe theo lời khuyên mà Seo Jong nói đứng từ xa gọi điện hẹn Hoàng Daeju tối mai gặp mặt. Vì nếu đến gần hắn ta sẽ nhận ra điều bất thường nhưng hình như họ đã coi thường hắn ta rồi. Hoàng Daeju cách đường truyền điện thoại vẫn có thể nhận ra linh hồn tên bạn mình đã bị tiêu diệt. Hắn ta không vạch trần ngay mà muốn chờ xem kịch hay. Gọi điện xong cho Hoàng Daeju, tên đại ca liền tìm gặp ông trùm cũ của mình đưa ra một số tiền lớn, muốn dùng thế lực của ông ta giúp đỡ giết Hoàng Daeju. Mà ở cái xã hội này thì có tiền mua tiên cũng được ông trùm quyết chơi tới bến. Trang bị đầy đủ súng ống sẵn sàng lên đường. Tên đại ca muốn tự tay lấy mạng Hoàng Daeju, nên ông ta đã không nghe điện thoại của thanh tra Kim mà dẫn ông trùm đến biệt thự tên ác ma.
Hắn ta lúc này không có ở nhà vì đang bận đi hẹn hò cùng con gái ông Kim. Hoàng Đế Aezu dẫn cô đến nơi hắn từng sinh ra và cũng tiết lộ cho cô biết về thân phận thực sự của hắn. Hắn châm biếm cô đã yêu kẻ thù của bố mình. Ji Han giữ người tại chỗ, cô muốn chạy nhưng không thể được, hắn ta tạm thời nhốt cô lại nơi này, rồi một mình quay về nhà. Trong nhà Hoàng Đế Aezu lúc này tên đại ca đang ngạo nghễ ngồi chờ hắn. Vì đã có đồng minh, họ hàng cùng đó là súng ống đầy đủ nên ông ta đếch sợ gì cả. Đàn em của ông trùng khống chế dẫn Hoàng Đế Aezu xuống lò thiêu cho tên đại ca giày vò. Đang lúc ông ta sắp cắt ngón tay của Hoàng Đế Aezu thì đèn điện vụt tắt. Lúc đèn bật lên lại cả đám người đã bị khống chế đứng im không thể cử động. Hoàng Đế Aezu bắt đầu trò chơi của mình, hắn dùng sức mạnh ép họ làm theo vở kịch. Hắn muốn từng người tự đâm chém lẫn nhau, sau cùng tất cả đều chung một số phận, đó là cái chết trong lò thiêu. Làm xong việc, hắn ta thong dong đi chạy bộ mà không biết cảnh sát Kim đã chạy xe theo phía sau. Nhìn tên ác nhân trước mắt, ông dẫm mạnh chân ga đâm cho hắn một cú ngất trên cành quất. Sau đó vác xác hắn lên xe gọi điện báo cho Seo Jong chuẩn bị nghi lễ tiêu diệt ác ma. Cô ngay lập tức sắp xếp đồ nghề vào việc, chuyến này có lẽ lành ít dữ nhiều. Thanh tra Kim đã đem tên Hoàng Đế Aezu đến nơi. Seo Jong ngay lập tức tiến hành nghi lễ. Đầu tiên phải dùng cây trừ tà đập hết người hắn rồi dùng chung niệm chú để đẩy linh hồn ra ngoài. Nhưng có vẻ không hiệu nghiệm, Seo Jong không bỏ cuộc. Cô trực tiếp dùng sợi vải liên kết với hắn rồi niệm chú khi đi vào tiềm thức hắn ta. Seo Jong cảm nhận được linh hồn mẹ mình ở trong đó. Đến khi sợi vải chuyển đen linh hồn Hoàng Đế Aezu vẫn chưa bị ảnh hưởng gì. Cô xâm nhập vào tâm thức hắn ta, Seo Jong bị một luồng sức mạnh lớn đẩy lùi. Khi lại gần hắn lần nữa thì cô mới phát hiện ra bức ảnh hắn chụp cùng con gái thanh tra Kim. Biết có chuyện chẳng lành, ông Kim ngay lập tức gọi điện cho vợ hỏi tung tích con gái. Khi biết cả ngày hôm nay cô ấy ở cùng người yêu cũng chính là Hoàng Đế Aezu, cảnh sát Kim mất bình tĩnh, ông muốn lao vào xé xác tên ác ma này để tìm cách cứu con gái. Ông mặc kệ lời khuyên ngăn của Seo Jong, chấp nhận nguy cơ bị tiêu tan linh hồn. Ông nhờ Seo Jong giúp mình nhập vào thể xác với Hoàng Đế Aezu, hết cách cô ấy đành làm theo. Cô lấy máu của ông Kim quệt vào mặt Hoàng Đế Aezu rồi lắc chuông bắt đầu nghi thức. Sau đó cô hút linh hồn ông Kim rồi chuyển vào cơ thể Hoàng Đế Aezu. Thể xác Pi Sung đã trả về lại cho linh hồn anh ấy. Trong tâm thức Hoàng Đế Aezu, những gì cảnh sát Kim thấy, Seo Jong cũng thấy được. Hiện tại Hoàng Đế Aezu đang bị mất ý thức nên không dễ tìm được linh hồn hắn. Nhưng bù lại ông Kim có thể điều khiển tâm thức này. Ông muốn Seo Jong đưa mình đến ký ức về nơi sống của tên sát nhân lúc nhỏ. Vì rất có thể hắn giấu con gái ông ở đó do hắn ta luôn làm việc theo những gì có mối liên hệ với hắn. Ngay lập tức ông Kim đã về vùng ký ức cũ gặp Hoàng Đế Aezu lúc 5 tuổi. Lúc này hắn ta còn là một cậu bé thiện lương với đôi mắt buồn thảm, đáng thương. Vì suốt ngày bị người cha say xỉn đánh đập, cảnh sát Kim muốn giúp đỡ nhưng không thể. Chính vì sống trong cảnh đó nên tâm lý Hoàng Đế Aezu bị méo mó. Hắn ta bắt đầu có ý định giết chóc. Đầu tiên là một con gà nhỏ, ông Kim kịp thời ngăn cản để hắn mở lòng hơn với mình. Ông dịu dàng an ủi xoa dịu hắn. Hoàng Đế Aezu từng nói hắn khao khát lắm một sự đồng cảm, nay nghe được lời nói bênh vực mình, nên cậu bé ngay lập tức xà vào lòng thanh tra Kim tin tưởng, dẫn ông đến căn cứ bí mật trong hầm mỏ của mình. Linh cảm của người cha cảm nhận được đây chính là nơi giấu con gái mình. Biết được địa điểm rồi, có lẽ đã đến lúc tiêu diệt hoàn toàn linh hồn Hoàng Đế Aezu trước khi hắn hồi phục ý thức. Ông Kim lập tức nắm chặt lấy cổ. Đứa trẻ bị người mình tin tưởng phản bội khiến Hoàng Đế Aezu ở hiện tại đã thức tỉnh. Hắn nắm lấy Nam Seo Jong rồi ném đi như một món đồ chơi. Hai người không phải là đối thủ của hắn, cảnh sát càng bất động. Seo Jong đang nằm trong tay hắn, Hoàng Đế Aezu chưa vội giết cô. Hắn cho cô vào tâm trí mình một lần nữa xem cảnh hắn tiêu diệt linh hồn ông Kim. Tên ác ma dễ dàng khống chế cảnh sát khiến ông bất động rồi nắm lấy cổ rồi thiêu đốt linh hồn ông. Xong việc, hắn ta quay lại đời thực xử lý nốt Seo Jong, nhưng cô ấy cũng không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra. Cô sử dụng thanh kiếm pháp bảo khiến linh hồn ác ma đau đớn. Trò này cũng chỉ cầm chân hắn được một lúc, may mắn sao lúc này Pi Sung đã tỉnh. Anh nổ súng cảnh cáo hắn dừng tay. Hoàng Đế Aezu tiếp tục dùng thôi miên chi thuật điều khiển họng súng của Pi Sung nhắm vào Seo Jong. Nhưng với tình yêu và lý trí mạnh mẽ, anh đã quay xe bắn một phát vào chân tên ác ma rồi chạy đến đỡ Seo Jong. Mà nhờ vậy mà bị Hoàng Đế Aezu dùng hai tay nắm lấy cả hai cùng một lúc cho tiện cả đôi đường. Đang lúc căng như dây đàn thì anh trai pháp sư xuất hiện, cùng đó là bảo bối trừ ma bình xịt tỏi. Thật ra là không muốn chơi tiếp, do hết sức lực nên Hoàng Đế Aezu đã thả ba người đi. Họ không về đền thờ ngay mà mạo hiểm chạy đến hang động cứu con gái ông Kim. Cô ấy bị nhốt trong hòm sắt chặn đá bên trên. Lúc họ tìm được cô ấy đã ngất xỉu, may sao được đưa đi cấp cứu kịp thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Lo xong việc này, Pi Sung cùng Seo Jong cũng có thể ngồi lại tâm sự với nhau. Seo Jong muốn anh giết mình theo yêu cầu của Hoàng Đế Aezu để mọi chuyện kết thúc. Nhưng Pi Sung làm sao có thể chứ? Thêm nữa, lời nói của thằng nghiện và ác thì không nên nghe chúng trình bày. Chỉ có cách giết hắn mới kết thúc được mọi tai ương. Bây giờ chỗ coi bói của anh trai pháp sư cùi mía kia sẽ là căn cứ bàn việc của họ. Còn anh trai pháp sư lúc này đang chạy đến tìm bà chị dạy múa ba lê giải thích mọi chuyện. Anh ta và Jong chỉ là pháp sư được thiên đàng phái xuống trần gian. Chuyện này người thường khó tiếp nhận được vì xàm quá nên càng chọc điên bà chị. Nhưng để chứng minh mình liêm khiết nên anh trai quyết định vận dụng nội công thâm hậu làm tắt cây nến. Gồng cơ đít hít cơ mông cũng không thể dập tắt được. Nhưng chỉ bằng một tiếng thét vang tận trời xanh của bà chị thì ngọn lửa liền vụt tắt. Pi Sung khi đã quay lại thể xác đến giờ ăn anh liền chạy đi ăn. Cũng vì thế mà mấy ông đồng nghiệp có thể chắc chắn đây mới là Pi Sung thực sự.
cứ tưởng mọi chuyện sẽ quay về bình thường nhưng không đơn giản như thế. Tên ác ma hoang Daezu không muốn sống dưới vỏ bọc kẻ khác nữa. Hắn ta hoàn toàn lộ diện đi ra giao lộ tàn sát người dân. Cảnh tượng đường phố bỗng chốc trở nên hỗn loạn, cùng đó là dòng người la hét bỏ chạy. Hoang Daezu thì thản nhiên vừa đi vừa nổ súng tàn sát. Thỏa mãn cơn điên xong, hắn vào quán cà phê khống chế con tin. Sự việc này đã được lên báo. Sau đó Pisung và đồng nghiệp đang ăn trưa đã xem được vẻ mặt Pisung lo lắng, vì anh biết ác quỷ hoang Daezu làm thế là để cảnh cáo. Sao Jong cũng xem được tin tức này, đây như một thông điệp hắn gửi đến cho họ. Nếu Pisung còn không tự tay giết người anh yêu, hắn sẽ tiếp tục tàn sát người vô tội. Hiện tại cảnh sát đã bao vây hiện trường ở bên trong. Tên ác ma ngồi thong thả uống cà phê xem sự run rẩy của con tin. Pisung đã đến hiện trường, anh ra sức ngăn cản đội đặc vụ không được giết nghi phạm. Vì anh biết rõ dù có bắn hắn cả trăm lần thì linh hồn hắn vẫn sẽ đi tìm thể xác mới. Thế nên phải bắt sống, nhưng không ai chịu nghe anh, họ lôi anh sang một bên. Cùng lúc này Hoang Daezu đã lấy cô gái pha cà phê ra làm con tin. Gần lúc hắn sắp bắn cô gái thì tay bắn tỉa đã hạ gục hắn ta. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên ác ma. Vì thân phận hiện tại đã bị lộ nên hắn sẽ đi tìm một thân xác mới. Đến lúc đó càng khó để bắt hắn ta hơn. Trong lúc mọi chuyện ngày càng rắc rối, Pisung và Seo Jong đau hết đầu óc thì những người ngoài cuộc như cặp đôi cảnh sát trẻ này đây. Họ đang như vui sướng tận chín tầng mây vì cô ấy đã có thai. Cùng lúc đó bên phía anh trai pháp sư cũng vậy. Chị cộng tác bán hàng cùng Seo Jong mò đến tận cửa tìm anh ta. Dù không được tiếp nhưng vì đã say nắng ánh mắt anh pháp sư mà chị bất chấp đột nhập vào luôn. Hết bà này tới bà khác lại đến, người yêu anh ta cũng đến, đúng là đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu. Kỳ này anh trai này tới công chuyện thật rồi. Thấy cái mặt thằng bồ quá đáng nghi nên chị cũng xông vào nhà nốt. Thế là ba người phụ nữ chạm mặt nhau. Seo Jong bất lực không thể giải thích, hai bà còn lại dùng võ miệng đấu đá nhau tranh giành một củ khoai. Thấy không đủ đô nên lao vào múc nhau luôn. Seo Jong và anh pháp sư không dám can nên cô đành gọi Pisung đến xử lý. Tưởng có chuyện gì xảy ra với cô ấy, anh ba chân bốn cẳng phi đến đó giơ cao súng sẵn sàng bắn bất cứ kẻ nào đụng tới cô. Dọa cả bốn người đều giật mình giơ tay đầu hàng mà rớt luôn tóc giả của bà chị dạy múa. Nhưng nhờ có Pisung mà Seo Jong cũng thoát được mối tình tay ba này. Cả hai cùng nhau đi dạo dưới lớp tuyết đầu mùa. Nhìn nụ cười của cô ấy, Pisung thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo vệ cô. Họ cùng đi về nhà anh muốn tiếp đón người đẹp thật tốt. Cơ mà nhà lần đầu tiên hết mì thanh long, thế là Pisung đành phải chạy đi mua. Ở nhà còn mỗi Seo Jong, đột nhiên cô ấy linh cảm được điều gì đó, đau lòng đến nỗi rơi lệ mà bỏ về trước. Đến khi Pisung về đến nhà không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ đi. Ngày hôm sau cô mới hẹn anh đến một nơi dưới gốc cây ngày xưa anh đã ngồi cùng mẹ. Thì ra linh hồn người mẹ đã đến nhà Pisung trú ngụ tạm thời trong thể xác Seo Jong. Bà ấy muốn nhờ cô cho mình gặp con trai lần cuối trước khi đi đầu thai kiếp sống mới. Lúc đầu Pisung không muốn tha thứ cho bà vì đã bỏ anh mà đi. Nhưng sau đó tình mẹ con đã kéo gần khoảng cách hai người. Pisung như trở về một đứa bé ôm lấy mẹ mà khóc. Cuối cùng thì người mẹ cũng đã có thể thanh thản ra đi. Pisung cũng gỡ được nút thắt trong lòng, chuyên tâm xử lý vụ hoang Daezu. Bên phía tên ác ma thể xác mới mà hắn lựa chọn là tên đại ca thì ra lúc trước hắn chưa giết hết bọn họ để dự phòng. Đến ông trùm khét tiếng cũng phải cúi đầu làm đàn em cho hắn. Hoang Daezu không tàn sát ngẫu nhiên nữa. Hắn chuyển qua nhắm đến đồng nghiệp của Pisung. Người đầu tiên là đội trưởng, ông ấy lúc này đang ngồi bàn chuyện đám cưới với anh đồng nghiệp trẻ. Cô bạn gái của anh mồ côi bố từ nhỏ nên anh muốn nhờ đội trưởng làm bố dắt tay cô ấy vào lễ đường. Đội trưởng đồng ý luôn, về nhà ông còn thực hành thử với con gái mình cho đỡ bỡ ngỡ. Bên này tên sát nhân ác quỷ hoang Daezu hắn muốn thông báo cho Pisung biết mình đã tái xuất bằng cách giết cô gái ở cửa hàng tiện lợi hay bán mì cho anh ta. Biết được tin đó, tâm trạng của anh lại lần nữa sụp đổ. Vì camera đã bị tên ác nhân phá hỏng nên không thể lưu lại bằng chứng. Ở hiện trường chỉ tìm được duy nhất khẩu súng lậu. Vụ việc liên quan đến súng này chưa xong thì đã có nhiều vụ xả súng khác xảy ra. Cô gái bắn chết bạn trai ngoại tình, người làm ở văn phòng không thể chịu được áp lực rút súng bắn chết đồng nghiệp. Mọi người như bị thôi miên vậy. Nguồn súng mà họ có là do ông trùm buôn vũ khí nay đã trở thành đàn em cho Hoang Daezu cung cấp. Hắn ta muốn con người tự tay tàn sát lẫn nhau. Hoang Daezu lúc đang ngồi một bên quan sát đội trưởng, xem cảnh hạnh phúc vui vẻ của mấy người họ, hắn ta nở một nụ cười chớt chóc. Đàn em của hắn là lão trùm, lúc này đang ở cửa hàng quần áo của cô bạn thân của Jong. Jong linh cảm được điều gì xấu sắp xảy ra nên gọi điện cảnh báo bạn nhưng không kịp nữa rồi. Tên khốn kia đã đến và giết hại cô. Cái chết của cô bạn thân gây ra một nỗi đau đớn cho Seo Jong. Vì cả hai mà những người xung quanh không ngừng bị giết hại, có đáng không? Cảnh sát Kang cũng về cảnh báo cho đồng nghiệp. Anh nói ra chuyện linh hồn hoang Daezu còn sống và phải cẩn thận với hắn. Dù phó đội trưởng không tin lắm nhưng vẫn hứa sẽ để mắt tới đồng nghiệp hơn. Dặn dò xong đồng nghiệp, anh cũng mệt mỏi về nhà. Chưa kịp nghỉ ngơi thì hoang Daezu đã gọi điện đến. Hắn ta thúc giục anh mau giết Seo Jong thì mọi chuyện mới yên ổn. Chính vì lời đe dọa đó mà Pisung quyết định sẽ bỏ đi đến một nơi vắng vẻ không ai tìm được. Để anh không thể tiếp xúc với bất kỳ ai, như thế có lẽ sẽ bảo vệ được họ. Sáng hôm sau, Hoang Daezu không thấy được điều mình mong muốn trên tin tức nên đã tiếp tục ra tay. Cùng lúc này, cảnh sát cũng đã tìm được hang ổ dự trữ, súng của lão trùm. Họ đột kích bất ngờ khiến bọn đàn em không kịp trở tay nhưng sơ suất để cho một kẻ trốn thoát được. Anh cảnh sát trẻ liền đuổi theo đến bãi ô tô cũ. Tên tội phạm nấp sau một chiếc xe đang định bắn lén anh thì đội trưởng chạy đến đỡ đạn thay ông gục xuống.
phó đội trưởng cũng đến bắn vào chân tội phạm khiến hắn không thể bỏ trốn. May mắn sao đội trưởng mặc áo chống đạn nên không ảnh hưởng gì nhiều. Không lấy mạng được ông ấy, Hoàng Dae Ju chuyển qua cô cảnh sát và con gái đội trưởng. Hắn bắt hai người làm con tin rồi gửi video người thân của họ. Thấy con gái và người yêu mình gặp nạn, hai người đàn ông lập tức hốt hoảng. Hoàng Dae Ju yêu cầu nếu muốn cứu hai cô gái, đội trưởng và anh cảnh sát phải chém giết lẫn nhau. Ai sống sót thì người thân của họ sẽ sống. Ngay lập tức hai người chạy đến địa điểm giao đấu mà Hoàng Dae Ju yêu cầu. Cùng lúc này hai cô gái đã tỉnh lại và bắt đầu cười trói tự an ủi lẫn nhau. Bên chỗ hai người đàn ông, anh cảnh sát vẫn đang cật lực tìm kiếm nhưng quay lưng lại thì đội trưởng đã chĩa súng vào anh. Bên phía hai cô gái nhân lúc tên ác ma vào phòng kiểm tra con mồi, cô chị từ đằng sau kẹp lấy cổ hắn, rồi hét lên giục em chạy ngay, nhưng trước một tên ma quỷ, cô không trụ được lâu, rất nhanh đã bị hắn khống chế. Hắn ta lấy tính mạng của chị cảnh sát để uy hiếp cô em, và rồi cả hai đều bị hắn ta tóm lại. Bên này hai người đàn ông vì để cứu người thân nên phải tàn nhẫn với nhau. Đội trưởng vẫn cắn răng nổ súng vào người đồng nghiệp trẻ để nhận được kết quả mình mong muốn. Tên sát nhân vô cùng thỏa mãn, hắn ta đưa cô cảnh sát sang một phòng khác để xử lý rồi gọi video call cho đội trưởng. Ông tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình bị hắn bắn chết, cứ tưởng lấy mạng đồng nghiệp sẽ đổi lấy được mạng con gái, nhưng giờ đây ai cũng phải bỏ mạng. Cảm giác đau đớn và dằn vặt khiến đội trưởng tự nổ súng kết liễu chính mình. Sáng hôm sau, hiện trường vụ án đã được cảnh sát bao vây. Vụ này ngay lập tức trở nên hot trên tin tức. Phó đội trưởng và Pi Sung khi biết được đồng đội mình chết thảm thì sụp đổ mà khóc lớn. Giờ đây những người thân thiết xung quanh Pi Sung đều đã bị hại. Seo Jong cũng vì lo lắng quá độ mà muốn trở về với cát bụi, mong sẽ giải quyết được mọi chuyện. Nhưng may mắn, cô đã được anh pháp sư phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều như một áp lực vô hình đè nén lên Pi Sung. Bên phía phó đội trưởng khi xem lại camera ở hiện trường vụ án, ông cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao đội trưởng lại nổ súng giết đồng nghiệp rồi tự kết liễu đời mình cơ chứ? Ghi nhớ lại lời mà Pi Sung từng nói, tên Hoàng Dae Ju vẫn còn sống. Phó đội trưởng bây giờ không tin thì cũng phải tin. Ông lập tức đi tìm Pi Sung hỏi rõ mọi chuyện. Hai người đàn ông gặp nhau đều khóc lớn vì đều mang trong mình nỗi đau đớn khi mất đi những người đồng đội thân thiết. Cùng lúc này tên ác ma đã hóa thân thành mẹ của Seo Jong đến phòng bệnh tìm cô. Hắn ta châm biếm việc cô muốn chết chỉ là phí công vô ích. Muốn hắn dừng lại mọi chuyện thì Pi Sung phải tự tay giết cô mới được. Nói rồi hắn ta bỏ đi. Vừa lúc đó Pi Sung cũng đến nơi. Nhận thấy có điều bất thường, anh ngay lập tức đuổi theo kẻ tình nghi và đã bắt kịp hắn ở hầm gửi xe. Pi Sung lôi tên ác ma xuống xe, trút hết cơn thịnh nộ lên người hắn. Nhưng anh nhận ra dù mình có làm vậy thì cũng không thể kết thúc mọi chuyện nên đành quỳ xuống. Cầu xin hãy tha cho mọi người, hãy lấy mạng của tôi thay thế cho họ. Nhưng tên ác ma trước sau vẫn chỉ nhắc lại một câu. Hãy đi giết bạn gái của anh, người anh yêu nhất thì thế giới này mới được cứu. Nói rồi hắn thanh thản lên xe rời đi, bỏ lại anh ngờ nghịch suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh đứng dậy tiến về phòng bệnh của Seo Jong. Đứng trước người con gái mình yêu, Pi Sung khó khăn rút súng ra hướng về phía cô. Do ra cũng không phản kháng, yêu cầu anh mau bắn mình. Cô không thể tiếp tục chịu đựng cuộc sống như địa ngục trần gian này nữa. Làm sao anh ấy có thể xuống tay với người anh yêu được chứ? Pi Sung dứt khoát kéo tay Seo Jong ra khỏi phòng bệnh ngay trong đêm. Họ bắt chuyến xe buýt đi ra cảng, rồi từ cảng lên một con thuyền tiến về phía đảo xa. Có lẽ chỉ khi tránh xa thế giới loài người, tên ác ma không thể tìm được họ. Cả hai muốn sống ích kỷ vì bản thân một lần tại một căn nhà nhỏ trên đảo. Buổi chiều sẽ cùng nhau ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn đỏ. Trong lòng thảnh thơi, xung quanh chỉ có tiếng gió biển chứ không có những lời đe dọa, cũng chẳng có tiếng súng hay có tin tức về một vụ mất mạng nào cả. Trải qua từng ngày cùng nhau vô âu vô lo như một cặp đôi bình thường. Cô ấy ở nhà nấu cơm, còn anh thì sang nhà hàng xóm trộm chó đem về cho cô. Rồi hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn đạm bạc. Cuộc đời chẳng có gì hơn thế nữa ở thế giới bao la rộng lớn lắm xô bồ kia. Tên ác ma cũng đã biết được cả hai người bỏ trốn. Còn những người quen biết xung quanh nghĩ anh và Seo Jong đã mất tích. Chỉ có duy nhất anh trai pháp sư là biết họ không thể chống chịu với thực tại này nữa nên mới bỏ đi. Được truyền cảm hứng từ cặp đôi này, anh trai ngay lập tức cầu hôn chị dạy múa. Hôn lễ được tổ chức ngay sau đó với sự tham gia của ông chú bảo vệ được anh pháp sư thuê. Bên khác, vì không thể tìm thấy Pi Sung nên phó đội trưởng đã đột nhập vào phòng anh để tìm kiếm thông tin. Cũng chính vì thế mà ông đã đọc được những tài liệu có liên quan đến linh hồn tên ác ma. Đến bây giờ ông phải hoàn toàn tin ác quỷ chiếm giữ linh hồn con người là có thật. Cùng lúc này bên phía tên ác ma, hắn ta dụ dỗ lão trùm hãy đem hàng nóng vào sở cảnh sát xả đạn giết hết lũ cớm. Nếu ông ta bị cảnh sát phản công bắn chết thì hắn ta sẽ cho linh hồn ông nhập vào cơ thể này của hắn. Ước mơ của lão trùm chỉ có vậy. Hắn ngay lập tức đồng ý rồi đem theo một bao súng ống vào sở cảnh sát xả đạn liên hoàn, khiến từng thanh tra gục xuống cho đến khi phó đội trưởng đến bắn hạ kẻ điên này. Nhìn đồng đội từng người mất mạng trước mặt, phó đội trưởng vô cùng căm phẫn. Rất nhanh linh hồn đen tối của lão trùm đã thoát ra khỏi cơ thể. Hoàng Dae Ju do đứng trên tòa nhà đối diện với cảnh sát xem sự hỗn loạn phía dưới khiến hắn vô cùng vui vẻ. Đây chính là cảnh tượng đẹp nhất đối với hắn lúc này. Linh hồn lão trùm đã bay đến và muốn nhập vào người Hoàng Dae Ju để tiếp tục sống. Nhưng ác ma thì sẽ không bao giờ giữ lời hứa. Lợi dụng xong lão trùm, hắn ta tiêu diệt luôn linh hồn ông ta. Phía khác lúc này, Pi Sung cùng Seo Jong đang sống vô cùng hạnh phúc. Xế chiều họ đi dạo bên bờ biển cùng chú chó. Cả nhà ba người vô cùng trân trọng phút giây quý giá này. Tối đến mặn nồng ôm nhau ngủ, lòng thanh thản đón chờ ngày mới cùng ánh nắng chói chang của mặt trời ấm áp. Pi Sung vận dụng kỹ năng câu cá đỉnh cao, tóm được một em to tướng, thế là đủ ăn cho ngày hôm nay nên cả hai cùng nhau đi về.
Kể từ khi Pisung làm một cái xích đu thì sân nhà anh lúc nào cũng có một đứa bé chạy vào chơi. Xiao Zhao nhẹ nhàng để làm quen với đứa bé, cảm nhận được sự tốt bụng từ hai người nên dần thả lỏng và thân thiết hơn. Pisung là một con diều rồi cùng em ra biển thả chơi, mệt rồi thì về nhà ăn cơm. Vì ăn nhanh quá nên cô bé bị mắc nghẹn tái phát bệnh hen suyễn. Hai người lo lắng hội bế cô bé chạy ngay về nhà. May mắn thay lúc này ông của cô bé cũng vừa từ ngoài về, nhờ đó tình trạng của bé đã ổn hơn. Pisung ra ngoài hiên nói chuyện cùng ông lão mới biết được ba mẹ cô bé bỏ đảo lên thành phố kiếm sống để bé lại cho ông chăm sóc. Vì để nuôi sống cả hai ông cháu, người ông lúc nào cũng phải ra biển làm việc, không có thời gian lo cho cô bé. Nghe đến đây, Pisung liền đưa ra một quyết định, vài ngày tới anh và Jong sẽ thay ông chăm sóc cô bé. Đợi cô bé khỏe dậy, Pisung đưa bé về nhà chơi xích đu. Đến giờ uống thuốc, cô Jong đã đem sẵn chén thuốc kia nhẫn đút từng thìa. Họ còn trang trí ngôi nhà lấp lánh ánh đèn nhiều màu sắc để cho cô bé vui. Cả ba thật giống một gia đình ở trên đất liền. Lúc này gia đình của anh pháp sư cũng đang vô cùng hạnh phúc. Chị gái dạy múa, ngoài cái múa đẹp thì nấu ăn cũng vô cùng ngon, nhưng kịch bản đẹp thì thường không xảy ra. Tên Diju do sử dụng năng lực tâm linh, hắn liên kết với tâm thức của anh pháp sư yêu cầu nhanh chóng đến gặp mình, nếu không sẽ làm hại đến vợ của anh. Để bảo vệ cô ấy, anh không thể không đến. Vì từ chối làm đầy tớ cho hắn ta nên anh pháp sư đã bị hắn lấy mạng. Tại hòn đảo xa, cuộc sống bình yên của Pisung và Xiao Zhong cũng không thể tiếp diễn được nữa. Vì hôm nay Pisung đã nghe được từ miệng của một người dân trài, bố mẹ của cô bé Mi mở một quầy hàng rong trên thành phố. Hôm nay đột nhiên có một kẻ đến xả súng liên hoàn vào hàng rong của họ. Bố của bé Mi không may cũng bị thương nặng. Anh ta mong Pisung hãy giữ bí mật với bé Mi. Chính vì câu chuyện vô tình này mà khiến Pisung phải lo lắng. Chắc chắn tên ác ma đang dùng cách này để cảnh cáo sự biến mất của anh. Thế là ngay hôm sau, Pisung âm thầm một mình quay về thành phố. Trước khi đi, anh để lại một bức thư cho Xiao Zhong, mong cô hãy ở yên ở hòn đảo này, mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Về đất liền, anh ấy không hề biết rằng có kẻ đã hãm hại mình bằng cách để cái xác trong nhà anh, cộng thêm chuyện đột nhiên Pisung lại biến mất một thời gian khiến cảnh sát nghi ngờ anh là tình nghi số 1. Đến lúc này, phó đội trưởng không thể tiếp tục bênh vực Pisung. Cùng lúc đó, Pisung lại gọi điện đến cho ông phó đội trưởng phải âm thầm đến gặp và thông báo việc anh bị người khác đổ oan. Ông yêu cầu Pisung hãy đến đồn nói ra sự thật, nhưng anh ấy không đi vì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tất cả đều do linh hồn ác ma gây ra. Với tình hình hiện tại, Pisung muốn tìm một bà đồng để hoán đổi linh hồn cho phó đội trưởng để dễ hành động hơn. Mà phó đội trưởng hấp tấp muốn tự tay báo thù cho đồng đội. Nhưng làm sao một con người bình thường có thể đánh bại ác quỷ? Ông bị Daeju hút hết linh hồn. Từ ký ức của phó đội trưởng, hắn ta đã biết được nơi Jong sinh sống, nhưng hắn sẽ không tự tay giết cô, mà phải tìm được Pisung. Tên ác ma giả giọng phó trưởng gọi điện cho Pisung dụ anh đến. Vì là số điện thoại của phó đội trưởng nên Pisung dễ dàng sập bẫy. Khi anh đến nơi thì chỉ thấy thi thể lạnh lẽo của người đồng đội. Daeju vô cùng khoái cảm với tổn thương của người khác. Hắn ta gọi điện chọc ngoáy vào nỗi đau của Pisung. Cùng lúc này, ở phía đảo xa, Jong linh cảm được ác ma sắp đến. Xiao Zhong ngay lập tức đem giấu bé Mi vào một cái chum để đảm bảo an toàn cho bé, rồi một mình đối diện với Hoàng Daeju. Tên ác nhân đánh cô bị thương rồi lôi cô về nhà. Trước cửa, hắn phát hiện ra một đôi giày của trẻ con nên bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Hắn tiến đến gần cái lu rồi lướt qua, nhưng xui thay cô bé bỗng nhiên phát ra một tiếng ho làm lộ tẩy vị trí. Cứ thế cả hai cô cháu đều nằm gọn trong tay tên ác ma. Hắn gọi điện cho Pisung thông báo việc mình đã bắt được cả Jong và lẫn bé Mi. Lúc này tâm trí của Pisung không còn nghe nổi những lời hắn ta nói nữa. Anh lập tức chạy đến điểm hẹn để cứu người. Đó là một nhà kho bỏ hoang. Khi vừa đến giữa nhà kho, đột nhiên Pisung bị một thế lực nào đó giữ lại ở trên không trung. Daeju từ trong bóng tối đi ra đưa cho Pisung một khẩu súng. Giữa bé Mi và Xiao Zhong, anh chỉ có thể cứu một người, nếu không hắn sẽ giết cả hai. Trò chơi bắt đầu, Pisung được thả ra, còn tên ác ma thì đi vào một nơi bắt đầu xem kịch hay. Thấy Pisung muốn cởi trói cứu Zhong, tên ác ma liền điều khiển máy xúc gần đó lao về phía cô bé để cảnh cáo. Giờ đây Pisung đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì mới phải. Xiao Zhong liên tục thúc giục anh hãy mau bắn mình, nhưng họng súng của Pisung lại chĩa về phía bé Mi. Dưới sự đấu tranh nội tâm gay gắt và lời thuyết phục của Zhong, Pisung đã đau đớn ra tay hạ sát người mình yêu. Daeju vui vẻ xuất hiện. Khi linh hồn Jong bay ra khỏi xác, hắn ta ngay lập tức hấp thụ rồi chọc ngoáy Pisung. Dù anh lên thiên đàng hay xuống địa ngục thì cũng sẽ không thể gặp lại cô ta. Nhưng Pisung lúc này đã không còn mù quáng. Anh chỉ lặng lặng bế cô bé nhỏ lên đi lướt qua hắn, đưa bé vào bệnh viện. Vì tên ác ma đã để lại điện thoại của anh ở hiện trường, nên vụ án lần này cảnh sát đều nghĩ là do Pisung làm. Ngay lập tức họ đến bao vây bệnh viện bắt anh. Chưa thể tiêu diệt tên ác ma nên Pisung không thể để bị bắt. Lúc này anh nhanh chóng bỏ chạy khỏi sự truy đuổi gắt gao của cảnh sát nên bị bắn một phát vào tay. Pisung đã nhanh chân nhảy lên xe chở hàng thành công trốn thoát. Khi xe dừng, anh lại nhảy xuống tiếp tục trốn chạy. Điểm đến của anh là nhà thờ. Ngày hôm sau, tin tức truy nã Pisung đã lên khắp các mặt báo rải rác khắp nẻo đường. Còn anh lúc này đã được các nữ tu cứu giúp, vị sơ già ở nhà thờ còn nhận ra anh. Cùng lúc đó, tên ác ma đã tìm đến được nơi này, nhìn tượng Chúa Giêsu, hắn đoán trách vì sao người không bảo vệ hắn. Lúc nhỏ bị bạo lực gia đình, để lớn lên hắn trở thành kẻ thế này rồi nổ súng giết chết hai nữ tu. Đến khi Pisung nhận ra điều bất thường, chạy về nhà thì đã quá muộn. Anh hoàn toàn suy sụp bản thân, đi đến đâu đều hại chết những người xung quanh đến nó. Daeju ngồi cùng Pisung, anh chất vấn hắn tại sao vẫn còn lấy mạng người vô tội.
hắn ta rảo biện nói mình chỉ là kẻ phán xét nhân danh Chúa, Chúa không làm gì thì hắn sẽ làm thay. Pi-sung bất lực bật khóc, tên ác ma thì hả hê rời đi. Một lúc sau cảnh sát ập vào khiến Pi-sung phải tiếp tục bỏ trốn, chạy đến vực thẳm anh bị trượt chân chỉ bám vào được một cành cây. Cảnh sát cũng trườn người xuống nhất quyết không tha, và đường cùng Pi-sung chỉ đành thả tay rơi xuống biển. May mắn thay anh mạng lớn nên trôi giạt vào bờ. Nhớ lại những lời trước kia Seo Jong nói làm vực dậy ý chí sống trong anh, Pi-sung gắng hết sức bò dậy. Lúc này thể trạng của anh đang rất yếu thì những linh hồn được anh cứu mang trước kia lần lượt xuất hiện. Họ quyết định sẽ cho Pi-sung sức mạnh của mình. Trong đó còn có linh hồn của đội trưởng, ông gửi gắm hết niềm tin vào anh. Được tiếp thêm sức mạnh rất lớn, khả năng ngoại cảm cũng tăng lên đáng kể. Anh biết ác ma hiện đang ở đâu nên đã trộm một chiếc xe đuổi theo hắn, thành công chặn đầu xe hắn ta. Hai người đối mặt với nhau, tên hoang Daeju dùng sức mạnh của mình hành Pi-sung ra bã. Đang lúc định kết liễu anh thì linh hồn Seo Jong bắt đầu đấu tranh giành quyền cơ thể. Được các linh hồn nâng đỡ, Pi-sung đã đứng dậy nhặt khẩu súng nhắm vào ác ma. Giết hắn cũng đồng nghĩa là giết Seo Jong, nhưng anh không còn lựa chọn được. Linh hồn đội trưởng tiếp thêm động lực. Pi-sung đã dứt khoát xuống tay anh, chở hắn ra biển rồi mới giết để tiêu diệt linh hồn hắn vĩnh viễn. Pi-sung muốn tự kết liễu chính mình nhưng súng bị kẹt đạn. Nhân cơ hội đó linh hồn tên Daeju chiếm giữ cơ thể anh. Nhưng hắn không thể cưới lâu vì ý chí còn sót, anh liên tục trỗi dậy giằng co với linh hồn ác nhân. Sau đó nhảy xuống gieo mình xuống dòng biển để đầu thai chuyển kiếp. Cuối cùng anh đã thắng, mọi chuyện kết thúc, ác ma đã bị tiêu diệt. Những người tốt cũng hy sinh mãi mãi, nhưng không nhìn thấy thì không có nghĩa là biến mất. Thứ đẹp đẽ nhất sẽ luôn hiện hữu trong mỗi con người chúng ta nếu chúng ta tin vào nó. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.